Chào mừng các bạn đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chương trình Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, vị hoàng đế giả mù 3 năm chứng kiến vợ cắm sừng nhưng vẫn làm ngơ. Các bạn thân mến, vị hoàng đế phải giả mù 3 năm để bảo vệ tính mạng của mình, tận mắt chứng kiến người vợ cắm sừng mình nhưng vẫn phải giả làm ngơ. Ở thời kỳ phong kiến, hoàng đế được coi là thiên tử, người nắm mọi quyền lực tối cao của một đất nước. Hoàng đế có thể hô mưa gọi gió, quyết định vận mệnh sống chết của các quân thần hay người dân. Chúng ta luôn nghĩ rằng trở thành hoàng đế là một điều rất sung sướng. Thế nhưng điều đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Để có thể ngồi được trên ngôi vị ấy thì các hoàng đế cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể bảo vệ được. Nói về vị hoàng đế giả mù 3 năm, ở các triều đại xưa, các hoàng đế khi lên cai trị đất nước sẽ có rất nhiều cách để có thể khẳng định được sức mạnh và bảo vệ ngôi vị của mình. Có người thực hiện hàng loạt các chính sách siết chặt sức mạnh của các quân thần thân cận để tránh nguy cơ tạo phản. Thế nhưng, có vị hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa đã phải giả mù 3 năm để giữ tính mạng và chứng kiến người vợ của mình gian díu với người đàn ông khác. Vị hoàng đế đó chính là Dương Hành Mật, tên tự là Hóa Nguyên. Trước đây, ông là một vị quan ở Hoài Nam cuối thời nhà Đường. Sau đó, ông trở thành một vị vua nước Ngô trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Đây là thời kỳ lịch sử hết sức hỗn loạn. Việc động binh, đánh giết liên miên khiến cho xã hội rơi vào bất ổn. Đời sống dân chúng lầm than, nhân dân thì cơm ăn, không no ngủ cũng không yên. Lúc này, Dương Hành Mật đã đứng dậy khởi nghĩa và cuối cùng, sau những trận đánh quyết liệt, thì ông đã trở thành hoàng đế của nước Ngô. Sau khi lên ngôi, Dương Hành Mật mới phát hiện được rằng để giành Giang Sơn thì dễ nhưng để giữ được Giang Sơn thì lại rất khó. Bởi có rất nhiều kẻ luôn nhòm ngó ngôi vị này của ông. Có nhiều kẻ cho rằng về cả tài và đức của Dương Hành Mật đều không xứng đáng là hoàng đế. Trong số những người phản đối quyết liệt Dương Hành Mật chính là Chu Diên Thọ. Người này không phục khi Dương Hành Mật là hoàng đế nước Ngô và luôn cho rằng về năng lực quân sự và hiểu biết của bản thân luôn giỏi hơn Dương Hành Mật. Vì để tranh đoạt ngôi vị, Chu Diên Thọ đã không ngừng lôi kéo các thế lực khác vào huấn luyện quân binh của mình. Dương Hành Mật mặc dù thân là hoàng đế nhưng luôn ở thế dưới thế lực của Chu Diên Thọ. Tính mạng của ông bị đe dọa từng phút từng giây. Trong lòng ông rất rõ, muốn giữ tính mạng của bản thân thì không được làm phật lòng của Chu Diên Thọ. Để lấy lòng, Dương Hành Mật đã lấy em gái của Chu Diên Thọ. Nhưng thực tế thì điều này không thể đánh tan dã tâm muốn cướp ngôi của Chu Diên Thọ. Nói về sự kiện chứng kiến vợ gian díu với kẻ khác ngay trước mặt. Các bạn thân mến, vì để bảo vệ tính mạng của mình, Dương Hành Mật đã nói với Chu Diên Thọ rằng mình đã mắc bệnh khiến hai mắt bị mù, không còn có thể nhìn thấy gì được nữa. Để cho Chu Diên Thọ tin tưởng, ông còn cố tình vấp ngã khi đang đi và thậm chí còn đập đầu vào cột khiến chảy máu. Để chứng kiến Dương Hành Mật có thực sự mù hay không, em gái của Chu Diên Thọ còn cố tình gian díu với một người đàn ông khác trước mặt ông. Điều này đối với một người đàn ông là sự xúc phạm rất lớn, nhất là khi Dương Hành Mật lại là hoàng đế. Nhưng vì bảo vệ bản thân, ông đã phải nhẫn nhịn vì biết rằng người vợ trước mặt cũng là người muốn giết mình. Dương Hành Mật đã phải cố gắng chịu đựng và nhẫn lại trong suốt 3 năm. Ông giả vờ như không có chuyện gì và bí mật xây dựng lực lượng của mình lớn mạnh. Sau đó, đến thời điểm thích hợp, ông sẽ tiêu diệt Chu Diên Thọ và đồng bọn. Cuối cùng, Dương Hành Mật đã xử gọn thế lực của Chu Diên Thọ và đồng bọn cùng với em gái. Sau đây, mời các bạn đến với câu chuyện thứ hai. Vị hoàng đế Trung Hoa một đêm thị tẩm tận 30 mỹ nữ, bị coi là tội nhân thiên cổ. Các bạn thân mến, năm 1274, cái chết của hoàng đế Trung Hoa Tống Độ Tông sau một đêm hưởng lạc với 30 mỹ nữ phớt lờ chuyện triều chính không chỉ khiến lãnh thổ Nam Tống ngày càng bị thu hẹp mà còn dẫn tới triều đại nhà Tống diệt vong. Tống Độ Tông sinh năm 1240, mất năm 1274, tự Triệu Mạnh Khải, là hoàng đế thứ 15 của nhà Tống trong lịch sử Trung Hoa và là hoàng đế thứ 6 của triều Nam Tống. Tống Độ Tông là con trai của Vinh Vương Triệu Dư Nhuế, cháu của Tống Lý Tông, hoàng đế thứ 14. Do Lý Tông không có con nên đã nhận Mạnh Khải làm hoàng thái tử. Năm 1264, Tống Lý Tông qua đời, Mạnh Khải lên ngôi hoàng đế ở tuổi 24. Trong thời gian nắm quyền, Tống Độ Tông ham mê tửu sắc, xa xỉ, lãng phí, khiến cho đời sống nhân dân khốn khổ. Ngoài biên ải, quân Mông Cổ ra sức hoành hành, nhưng Tống Độ Tông không hay biết. Tống Độ Tông gặp biến cố dẫn đến mất sớm vào năm 1274, khiến nhà Tống không còn một hoàng đế trưởng thành đúng nghĩa.
5 năm sau, đại quân Mông Cổ do Hốt Tất Liệt chỉ huy đánh bại nhà Nam Tống, chính thức thống nhất Trung Hoa. Giai thoại hoàng đế chào đời không bình thường. Các bạn thân mến, cuối thời Nam Tống, nhà Tống đứng trước tình thế nguy cấp khi quân Mông Cổ do đại hãn Hốt Tất Liệt chiếm Bắc Tống lập nên nhà Nguyên. Vào thời khắc đó, nhà Tống lại đón một vị hoàng đế đặc biệt, đó là Tống Độ Tông Triệu Mạnh Khải. Mẹ của ông là Hoàng Định Hỷ, xuất thân chỉ là một người hầu cho Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư sau này lọt vào mắt xanh của Quang Vinh Vương Triệu Dư Nhuế, em trai hoàng đế Tống Lý Tông. Hoàng Định Hỷ cũng theo chủ nhân chuyển qua phủ của Quang Vinh Vương. Lý Tiểu Thư mặc dù xuất thân danh giá, tướng mạo hơn người nhưng lại khó đậu thai. Từ ngày chuyển về phủ vương gia vẫn chưa có con. Trong thời gian này, Triệu Dư Nhuế đã nhiều lần quan hệ với Hoàng Định Hỷ khiến cô này có thai. Hoàng Định Hỷ đã phải uống thuốc phá thai để không phải sinh đứa bé, tránh những rắc rối sau này. Tuy nhiên, Triệu Mạnh Khải vẫn chào đời, dù dường như lớn lên không được bình thường. Đến năm 7 tuổi, Mạnh Khải mới biết nói, trí tuệ không bình thường, sức khỏe yếu. Hoàng đế Tống Lý Tông từng có hai người con trai nhưng cả hai đều bạc mệnh mất sớm. Lý Tông biết khiếm khuyết của người cháu nhưng vẫn quyết chọn Mạnh Khải làm thái tử, bất chấp sự phản đối của triều thần. Lý Tông còn đổi tên Mạnh Khải thành Triệu Kỳ, sai người vẽ ra những câu chuyện ly kỳ về Triệu Kỳ để thuyết phục quan lại trong triều. Sau này, Lý Tông càng nỗ lực rèn luyện để vớt vát cho người cháu thiểu năng. Lý Tông giáo dục thái tử rất nghiêm, đặt lệ tờ mờ sáng phải vào Vân An các cung. Một giờ sau hồi cung, lúc trời sáng hẳn thì lên triều nghe bàn chính sự. Ông còn cho xây dựng tòa Tự Thiện Đường, mời các học giả nổi danh tới dạy học cho Triệu Kỳ. Năm 1264, Hoàng đế Tống Lý Tông đột ngột qua đời, thọ 59 tuổi. Triệu Mạnh Khải đăng quang, trở thành hoàng đế thứ 6 của nhà Nam Tống. Nói về việc khiến triều đại nhà Tống diệt vong, các bạn thân mến, trong 10 năm cầm quyền, Tống Độ Tông không để tâm vào chuyện chính sự, ngày ngày đam mê tửu sắc, ăn chơi sa đọa, tấu thư quần thần dâng lên đều bị bỏ qua. Tống Độ Tông có lệ một đêm thị tẩm tới 30 mỹ nữ. Sau khi được hoàng đế sủng hạnh, sáng hôm sau các phi tần phải tới dập đầu tạ ơn. Các thái giám ghi chép tên các phi tần hết sức cụ thể để tất cả có cơ hội phục vụ hoàng đế. Trong số các đại thần nhà Tống lúc bấy giờ, thái sư Giả Tư Đạo nổi lên là người có ảnh hưởng lớn nhất, là công thần dưới thời Tống Lý Tông. Giả Tư Đạo cậy có chị là Giả Quý Phi, từng được hoàng đế Lý Tông sủng ái nên càng lấn tới. Thấy Tống Độ Tông yếu ớt, dễ lừa gạt, Tư Đạo càng lấn tới, hành xử tùy tiện. Tư Đạo được hoàng đế Độ Tông ban đặc quyền mỗi lần vào triều được ngồi dâng tấu, khi đối đáp không cần xưng tên. Tư Đạo còn nhiều lần giả bộ muốn từ quan về quê, khiến Độ Tông có lúc phải quỳ xuống xin, trao thưởng hết vàng bạc đến phong đất đai, càng khiến các quan lại bất bình. Hoàng đế Độ Tông hết sức phụ thuộc vào thái sư Tư Đạo. Một ngày nọ, có người đại lễ cử hành trong cung, bầu trời đột ngột đổ mưa to. Thái giám che ô mời Độ Tông đi trước, nhưng ông lại chần chừ hỏi ý kiến của Giả Tư Đạo. Ở thời điểm đó, quân Mông Cổ liên tiếp uy hiếp Tương Dương, Phàn Thành là hai thành trì có ý nghĩa chiến lược ở vùng biên ải. Ở kinh đô Lâm An, Giả Tư Đạo che giấu việc quân không báo cho Độ Tông, để mặc cho Tương Dương, Phàn Thành nguy cấp. Tướng giữ thành Lã Văn Hoán bị vây ở Tương Dương đã suốt 2 năm, ngày đêm trông chờ quân triều đình tới cứu viện nhưng vô vọng. Đến năm 1273, sau 5 năm cố thủ, Lã Văn Hoán đã dâng thành Tương Dương quy hàng quân Mông Cổ. Với sức mạnh của máy bắn đá, quân Mông Cổ thỏa sức tràn vào lãnh thổ Nam Tống, khiến cho kinh đô Lâm An rúng động. Tháng 11 năm 1274, Tống Độ Tông khi đó mới 34 tuổi, qua đời sau một đêm trụy lạc với 30 mỹ nữ. Sau thời Độ Tông, nhà Tống không còn một hoàng đế trưởng thành nào. Các hoàng đế lên ngôi đều còn rất nhỏ, không có khả năng điều hành chính sự, trong khi triều đình rối ren vì sức tấn công của Mông Cổ. Năm 1279, Tống Đế Bính, con trai thứ của Độ Tông, khi đó 8 tuổi, cùng hơn 10 vạn binh lính, quan lại và người hầu của nhà Tống, chết đuối trong trận chiến cuối cùng với quân Mông Cổ ở Quảng Đông. Nhà Tống đến đây là chấm dứt.
Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Nói chuyện lịch sử của kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Mời các bạn đến với câu chuyện nói về 3 lần ám sát Hụt, Ngô Đình Diệm và đường dây giao liên xuyên biên giới. Các bạn thân mến, sinh thời ông Huỳnh Viết Thắng, tức Tư Thắng 10 Quỳ, nguyên phó chánh Tòa án Nhân dân tối cao, nguyên ủy viên Ban An ninh miền Nam thường kể lại nhiều chuyện về những năm tháng hoạt động chiến đấu của lực lượng an ninh từ thời kháng Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những câu chuyện có nhiều nhân chứng sống động, có người là cấp trên, là đồng đội của ông. Đến nay có nhiều người đã đi vào cõi vĩnh hằng như ông và vẫn có những đồng đội, bạn bè ông đang sống và được hưởng chính thành quả mà họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân. Các bạn thân mến, sau khi được tổ chức bố trí vượt ngục, Tư Thắng bắt liên lạc với cơ sở tại Sài Gòn và bố trí đưa lên xã An Tịnh, Tràng Bảng, Tây Ninh để ra căn cứ. Vừa chân ướt, chân ráo đặt chân đến Tràng Bảng, Tư Thắng và đồng chí Ba Tý, cán bộ cơ sở gặp liên tiếp mấy vụ địch bố giáp đi cảm, hết núp dưới hầm bí mật rồi lại chạy hụt hơi băng đồng để tránh địch. Có lần suýt chạm trán địch, mất mạng như chơi. Nhờ người dân nơi đây đều là dân cách mạng nên luôn che chở bảo vệ cán bộ rất an toàn khôn khéo. Tại đây chủ nhà cho biết, hôm dày, tụi lính nó lùng sục tìm ông Năm dữ lắm. Ông Năm, công an Tràng Bảng, chú biết không? Ông Năm mà chủ nhà vừa nói đến là đồng chí Lâm Kiếm Xếp, tức Năm Xếp, trưởng công an huyện Tràng Bảng. Trước đây, anh Phan Đức, bí thư liên tỉnh ủy, đã có lần nói với Tư Thắng: chúng ta không chủ trương lấy việc ám sát cá nhân làm thử sách, nhưng tình hình bấy giờ cho thấy Ngô Đình Diệm đang điên cuồng đánh phá cách mạng. Việc ám sát rất có lợi cho cách mạng, cho nhân dân. Sau đó, liên tỉnh ủy cùng với tỉnh ủy Tây Ninh lập kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm, giao cho Năm Xếp, trưởng công an Tràng Bảng tổ chức thực hiện. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1956, tại căn cứ ấp Dõng Tượng, Gò Dầu, Tây Ninh, đồng chí Lâm Kiếm Xếp, trưởng ban địch tỉnh, tỉnh ủy Tây Ninh, được giao nhiệm vụ tổ chức ám sát Ngô Đình Diệm khi lên thăm Tòa Thánh Tây Ninh để ký thỏa ước bính thân với giáo phái Cao Đài Tây Ninh. Nhưng do thời gian quá gấp gáp, lại thiếu thông tin từ nội vụ phủ tổng thống nên không nắm cụ thể được ngày giờ nơi đi, nơi đến của Ngô Đình Diệm. Do đó, kế hoạch ám sát không thể thực hiện được. Và theo thông lệ, liên tiếp 2 năm là năm 1954 và năm 1955, cứ vào lúc 12 giờ đêm Noel, tức là ngày 24 tháng 12, Ngô Đình Diệm đều đến nhà thờ Đức Bà dự lễ Thiên Chúa Giáng Sinh. Trong số điệp báo của Ban Địch Tình tỉnh ủy Tây Ninh của Năm Xếp, có anh Lê Văn Cửu đã được cài vào làm phiên dịch trong cơ quan viện trợ Mỹ, tạo được mối quan hệ với nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Sài Gòn theo đạo Thiên Chúa. Anh Cửu được mời đi dự lễ Noel, làm cầu nối để làm thân với các cố vấn Mỹ. Do đó, tháng 12 năm 1956, Hà Minh Chí, tức Mười Thương, đề xuất với cấp trên kế hoạch diệt Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Đức Bà vào đêm Noel, bố trí Lê Văn Cửu và Hà Minh Chí mỗi người một súng ngắn, có mặt tại nhà thờ Đức Bà cùng với một số quan chức là bạn của anh Cửu. Hà Minh Chí đã tiếp cận cách gia đình Diệm Nhu khoảng 12 mét, cách 9 hàng ghế trong lúc hành lễ. Phía bên ngoài, hai chiến sĩ Phan Văn Phát và Nguyễn Văn Tám sẵn sàng tiếp ứng khi nghe súng nổ sẽ lập tức cắt cầu giao điện, tung lựu đạn khói mù, tạo hoảng loạn để Cửu và Chí thoát thân. Nhưng khi đến giờ gờ, Tổng Giám mục Sài Gòn rung chuông, bắt đầu buổi lễ, quan sát không thấy Ngô Đình Diệm, vụ ám sát lần thứ hai bất thành. Hôm sau, báo chí Sài Gòn loan tin Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đến dự lễ cầu nguyện cùng với giáo dân miền Bắc di cư đang sống ở khu Trù Mật, Đức Huệ, Long An. Ngày 22 tháng 2 năm 1957, Ngô Đình Diệm dự lễ và cắt băng khánh thành hội chợ kinh tế Trung Phần Cao Nguyên tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Dịp may hiếm có, Năm Xếp liền mật báo bố trí cho đồng chí Hà Minh Chí trong vai một thương nhân từ Tây Ninh lên dự hội chợ. Đúng 9 giờ sáng, khai mạc hội chợ, Ngô Đình Diệm dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiến vào lễ đài với sự bảo vệ dày đặc của lực lượng quân cảnh và mật thám. Khi tiếng hô chào cờ vang lên, Hà Minh Chí đã nhanh chóng rút khẩu súng MAT-49 cưa lòng, nhắm Ngô Đình Diệm nhả đạn.
nhưng đạn không nổ, lập tức Hà Minh Chí bị bắt. Sau đó chúng giam Hà Minh Chí tại nhiều nhà lao và đẩy ra Côn Đảo. Sau đó anh em Diệm Nhu bị giết trong cuộc đảo chính quân sự vào tháng 11 năm 1963. Do mang sắc lính cao đài đối lập nên tháng 3 năm 1965 Hà Minh Chí được trả tự do. Ra tù, Hà Minh Chí lấy tên là Mười Thương, được tổ chức phân công về làm việc tại ban tổ chức đặc khu Sài Gòn Gia Định. Đầu năm 1965, Hà Minh Chí về công tác tại ban an ninh T4 với tên mới là Nguyễn Văn Điền. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục công tác tại lực lượng công an. Đến năm 1989, chuyển sang làm phó ban nội chính rồi trưởng ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh. Năm 2005, ông Mười Thương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ sau năm 1956, tình hình miền Nam có nhiều rối ren bất lợi cho cách mạng. Tại căn cứ Bời Lời Tây Ninh, tổ chức nhận thấy nhiều cán bộ nằm vùng hoạt động bí mật đã bị đấu tố, vây bắt, bỏ tù và giết hại. Nhiều đường dây giao liên, cơ sở mật bị địch phá hoại. Chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam, khiến cho đồng bào bị sát hại dã man. Bí thư Liên Tỉnh ủy Phan Đức trao đổi, giao nhiệm vụ cho Tư Thắng sang Campuchia tạm lánh và hoạt động tổ chức đường giao liên mật từ Phnom Penh về Sài Gòn. Nhận lệnh lên đường từ Vàm Trảng, Tư Thắng băng qua sông Vàm Cỏ Đông hướng về Đức Huệ, Long An. Qua Mỹ Quý có trạm giao liên bố trí đón. Tại đây, Tư Thắng gặp năm sếp, người chỉ huy tổ chức ám sát Ngô Đình Diệm 3 lần không thành công. Đến khu chợ Thị Tứ, Sóc Nóc, huyện Svay Tiệp, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, Tư Thắng và năm sếp được bố trí ở nhà anh Hai Ngầu, một Việt Kiều trong hội Việt Kiều yêu nước. Các anh gặp một số cán bộ tỉnh ủy Chợ Lớn, công an ti Chợ Lớn đang sinh sống tại đây. Ít lâu sau, Tư Thắng và năm sếp chuyển sang sống tại nhà Xì Hoàng, một Hoa Kiều làm nghề buôn bán tại chợ. Những ngày sống bên nhau nơi đất khách quê người, năm sếp thường kể lại chuyện ám sát hụt Ngô Đình Diệm đầy tiếc rẻ. Tư Thắng kể lại cho năm sếp nghe chuyện khi còn làm ở ti công an Chợ Lớn và huyện Trung Huyện. Khi lên kế hoạch diệt tên ác ôn, đội đồng khét tiếng trong vùng Bến Lức, có nhiều nợ máu với nhân dân, công an Trung Huyện bố trí 3 tổ công tác thành thế trận rất an toàn hiệu quả. Một tổ trinh sát theo dõi ra ám hiệu cho tổ hành động và tổ bảo vệ yểm trợ cho tổ hành động rút lui, đánh trả, giải vây đồng đội. Chính đồng chí đại tá anh hùng Đặng Công Hậu, tức Tư Nam, Bá Âm, nguyên giám đốc công an đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo, là người nổ súng bắn gục tên ác ôn đội đồng tại chợ giữa ban ngày và rút lui an toàn. Một chiến công vang dội của ti công an Chợ Lớn và công an huyện Trung Huyện được ghi vào sử sách. Hai tuần lễ trôi qua, một buổi sáng năm sếp cầm trên tờ báo Sống Chung do Hội Việt Kiều xuất bản tại Phnom Penh. Tờ báo đăng tin chính phủ Ngô Đình Diệm phản đối chính phủ Hoàng gia Campuchia chứa chấp tên tội phạm đã tổ chức ám sát Diệm. Phía chính phủ Hoàng gia Campuchia đính chính là họ không chứa chấp, nếu tội phạm trốn tại Campuchia bắt được sẽ giao cho chính phủ Ngô Đình Diệm xử lý. Sau khi đọc thông tin đó, năm sếp lo lắng, bồn chồn mất ăn mất ngủ. Anh nói với Tư Thắng, anh Tư à, anh cho tôi về miền Nam vô rừng, ôm gò mối tránh né, còn chắc ăn hơn. Ở đây ai cũng tốt với mình, nhưng hàng ngày hai đứa nằm trong nhà, còn khu bên ngoài chợ lính Khmer đi lãnh ngãnh, sớm muộn gì chúng cũng biết tôi ở đây, bắt giao cho thằng Diệm thì toi đời, lại còn liên lụy đến anh và tổ chức. Hiểu được tâm trạng bất an của năm sếp, nhưng Tư Thắng suy nghĩ liệu về thì có an toàn hơn không. Thời gian sau, năm sếp cũng được bố trí quay trở lại căn cứ Bời Lời Tây Ninh chiến đấu cùng đồng đội. Đầu năm 1963, tại chiến trường Khu D, năm sếp bị lọt vào ổ phục kích của địch, chiến đấu oanh liệt và hy sinh. Bọn địch đã chặt đầu anh mang về nộp cho Ngô Đình Diệm để lĩnh thưởng. Tiếp tục những ngày hoạt động bên đất bạn, Tư Thắng xây dựng đường dây giao liên và tại chợ Chimfor, ông xin làm thợ phụ rửa ảnh cho ông chủ người Hoa tên Lưu Dực. Thời kỳ hoạt động tại Sài Gòn, Tư Thắng đã từng làm việc tại tiệm photo Chí trên đường Catinat, nay là đường Đồng Khởi, quận 1, nên có kinh nghiệm.
Từ thợ phụ chẳng bao lâu Tư Thắng trở thành thợ chụp ảnh được ông chủ rất quý mến. Ông còn quảng cáo có thợ ảnh từ Sài Gòn lên với tất cả tự hào. Sau đó ông Dực còn sang lại toàn bộ tiệm hình cho Tư Thắng làm chủ để ông lui về lập vườn sinh sống điền viên. Có chỗ ở, công việc làm ổn định, Tư Thắng tranh thủ vận động bà con Việt Kiều yêu nước tham gia giúp đỡ cách mạng Việt Nam, tạo cơ sở bí mật liên lạc, nơi tiếp khách, công tác đặc biệt an toàn, tránh tai mắt quân địch và kẻ xấu. Nhiều bà con Việt Kiều có tinh thần yêu nước và trung thành với Tổ quốc đã tích cực vận động các Việt Kiều khác tham gia, giúp đỡ nhiều việc thiết thực có ích cho cách mạng trong thời kỳ gian khó nhất. Hệ thống đường giao liên từ xứ ủy về liên tỉnh ủy miền Đông và thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn được Tư Thắng xây dựng thành hình hoàn chỉnh và quản lý hoạt động. Nhánh công khai có nhiều hộp thư, nút thư giải từ Phnom Penh về thị xã Svay Rieng, thị trấn Chiphor tỏa xuống Bà Quách, Sóc Nóc qua Gò Dầu, vượt sông Vàm Cỏ Đông về với Sài Gòn. Một sự cố suýt chết xảy ra trong đường dây giao liên bí mật do Tư Thắng lập ra, đó là lần đưa đồng chí Trần Bạch Đằng dự họp xứ ủy tại Phnom Penh về nước mang theo nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về chủ trương đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang của cách mạng miền Nam tiền đồng khởi. Khi ghé qua Chiphor, Tư Thắng bố trí giao liên đưa đồng chí vượt biên qua Rạch Tràm lên Vàng Tràng về căn cứ Bời Lời. Ai dè xuồng qua mé sông gặp lính đang phong tỏa vớt cháu bé chết đuối, phát hiện xuồng quầy bỏ chạy, chúng đuổi theo bắn xối xả. Cậu lính giao liên hy sinh, đồng chí Sáu Xoài và Trần Bạch Đằng bỏ xuồng nhảy xuống sông mới thoát thân. Nhưng chẳng may cặp tài liệu mật mang theo người của đồng chí Trần Bạch Đằng bị rơi mất dưới sông. Cuộc chiến đấu của những cán bộ công an, an ninh miền Nam những ngày đầu chống Mỹ cứu nước có biết bao gian khổ, hy sinh và oanh liệt. Một thế hệ vàng của công an nhân dân Việt Nam đã góp phần làm nên trang sử vàng vẻ vang cho truyền thống công an nhân dân Việt Nam anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay. Trong chương trình Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với câu chuyện Vua Lê Hoàng và những sở thích kỳ lạ của ông. Các bạn thân mến, theo bộ sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, từ chuyện ra đời của vua Lê Hoàn đã có nhiều điều kỳ lạ. Mẹ vua họ Đặng, từ khi mới có thai, nằm mơ thấy trong bụng nở ra hoa sen, một chiếc kết thành hạt, bà lấy chia cho mọi người ăn mà mình chính là người không ăn. Khi sinh ra vua, thấy tướng mạo con khác thường, nhớ lại giấc mơ bà mới nói rằng: đứa bé này lớn lên, sợ ta không kịp hưởng lộc của nó. Được vài năm sau bà mất, rồi sau chồng bà cũng mất. Lê Hoàn sống mồ côi, may có viên quan sát họ Lê thấy tướng mạo khác thường nên mới nhận làm con nuôi. Lớn lên, Lê Hoàn theo Nam Việt Vương Đinh Liễn rồi được Đinh Tiên Hoàng phong lên đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Đến khi Đinh Tiên Hoàng bị hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi, lại gặp quân Tống sang xâm lược, các tướng trong triều liền tôn Lê Hoàn lên làm vua. Làm vua, Lê Hoàn có nhiều chiến công như đánh tan quân Tống, quân Chiêm trong nước bình an vô sự. Ở kinh đô Hoa Lư, vua cho xây điện Long Lộc bên cạnh điện Trường Xuân nơi vua ngủ. Điện này đặc biệt ở chỗ lợp ngói bằng bạc, thể hiện sự xa hoa hiếm có. Năm 987, sứ nhà Tống sang sắc phong cho vua làm An Nam, đô hộ Tĩnh Hải, tiết độ sứ, kinh triệu, quận hầu. Vua cho bày những thứ châu báu kỳ dị chật cả sân để khoe với người Tống về sự giàu có, khuyến khích nhân dân chuyên nghề nông nghiệp. Mùa xuân, Lê Hoàn đi cày ruộng tịch điền ở Đội Sơn, cày ra một chính vàng nhỏ, rồi lại cày ở núi Bàn Hải được một chính bạc nhỏ. Năm 990, vua Tống lại cho một đoàn sứ giả sang ta mang chiếu thư của vua Tống phong thêm cho Lê Hoàn hai chữ Đặc Tiến. Đoàn sứ giả do Tống Cảo là chánh sứ và Vương Thế Tác là phó sứ. Sử sách nhà Tống ghi lại chuyện đi sứ cho biết vua Lê Hoàn thể hiện nhiều sở thích rất kỳ lạ. Mở tiệc chiêu đãi sứ thần nhà Tống, vua Lê Hoàn cho đặt yến tiệc tại bãi sông để chủ và khách vừa ăn yến vừa xem múa hát, lấy trò bắt cá làm vui. Giữa bữa yến tiệc, Lê Hoàn tuy làm vua nhưng tự cởi mũ áo bỏ giày đi chân không, lội xuống nước đâm cá.
các quan dự tiệc cũng cởi đai, mũ, đi chân không, lội xuống nước, tham gia trò đâm cá như Lê Hoàn. Mỗi khi có người đâm trúng cá thì mọi người reo hò, nhảy múa, xứ nhà Tống tại bàn tiệc trở nên lúng túng, không dám làm theo. Trong khi ăn uống, Lê Hoàn thường tự hát để mời rượu các sứ thần. Sứ nhà Tống đón cốc rượu mà không hát đáp lại được nên rất ngượng ngùng, không ăn uống được. Sau bữa tiệc ở bến sông, một hôm nhà vua cho người khiêng một con chăn lớn dài vài trượng đến sứ quán, nói với sứ nhà Tống nếu ăn được sẽ cho làm cỗ để mời. Sứ khiếp sợ, không dám nhận. Một buổi khác, Lê Hoàn cho dắt hai con hổ tới sứ quán để cho sứ thần vui chơi. Sứ càng sợ, không dám nhận. Ngoài chuyện mở tiệc ở bến sông, vua Lê Hoàn còn để lại giai thoại về việc ngủ với vợ ở ngay bến sông, dẫn đến việc hình thành tên con sông Vân ở Linh Bình ngày nay. Thần tích đền Đống Bến bên sông Vân ghi rằng, khi Lê Hoàn đi đánh quân Tống chiến thắng, dong thuyền trở về, Hoàng hậu Dương Vân Nga đã quây màn, kê giường bên bến sông để đón vua lên mây mưa. Từ đó sông có tên là Vân Sàng, nghĩa là giường mây. Tuy nhiên, sau khi Lê Hoàn qua đời, các con vua mãi tranh giành ngôi báu đến nỗi không đặt thụy hiệu cho cha, nên năm sau lịch sử vẫn chỉ gọi ông là Lê Đại Hành Hoàng đế, chỉ là tên chung gọi các vị vua lúc qua đời chưa chôn vào sơn lăng, quả là điều đáng tiếc. Nói về câu chuyện Lê Hoàn là tướng giỏi của nhà Đinh mở đầu triều đại Tiền Lê. Lê Hoàn sinh năm 941, có nhiều thảo luận về quê hương của ông, tuy nhiên kết luận cuối cùng chưa được đưa ra. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Hoàn là người Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay, sớm mồ côi cha mẹ. Ông được người họ Lê ở làng Mía, nay thuộc xã Xuân Tân, Thọ Xuân, nhận làm con nuôi. Khi đó, người này nhận xét Lê Hoàn, tư cách đứa trẻ này người thường không sánh được. Đến tuổi trưởng thành, Lê Hoàn theo giúp Nam Việt Vương Đinh Liễn, tính tình phóng khoáng, lại có chí lớn. Ông được Đinh Bộ Lĩnh khen là người chí dũng, chắc thế nào cũng làm được việc, bèn giao cho cai quản 1.000 quân sĩ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, tức Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cộ Việt. Đến năm 971, vua Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cấp bậc văn võ tăng đạo. Lúc này, Lê Hoàn được làm thập đạo tướng quân. Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Đinh Toàn khi đó mới 6 tuổi lên nối ngôi. Theo lịch sử Việt Nam, thập đạo tướng quân Lê Hoàn được cử làm nhiếp chính, đảm đương việc nước, xưng là phó vương và trực tiếp dẹp tan những lực lượng chống đối trong nội bộ triều đình. Dẹp được hiểm họa nội bộ nhưng đất nước lại đứng trước họa xâm lăng mới từ phương Bắc. Tháng 6 năm 980, Tri Ung Châu của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo dâng thư khuyên vua Tống lựa thời cơ, nước Nam đang rối ren, vua còn nhỏ, đem quân chinh phạt. Vua Tống nghe theo. Trước tình hình đó, Lê Hoàn được quân sĩ và Dương Thái Hậu đồng tình tôn lên ngôi vua thay Đinh Toàn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, bấy giờ Lạng Châu nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái Hậu sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lạng làm tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Cự Lạng và các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phụ, nói rằng thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao thì có ai biết cho, chi bằng trước hãy tôn ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ nghe vậy đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế. Tháng 7 năm Canh Thìn, tức 980, thập đạo tướng quân Lê Hoàn, khi ấy 39 tuổi, lên ngôi vua, tức vua Lê Đại Hành, mở đầu vương triều Tiền Lê, gần 4 tháng chống quân Tống. Sau khi lên ngôi, Lê Đại Hành, triều đình Hoan Lư và quân dân Đại Cổ Việt lập tức tổ chức kháng chiến chống sự xâm lược của nhà Tống. Nhưng vua Lê Đại Hành không vội vàng mang quân đi đánh ngay, mà tìm cách hòa hoãn trước. Lê Đại Hành đã hai lần sai sứ thần đem dâng sản vật
biểu cầu cho nhà Tống để xin phong vương cho Đinh Toàn. Nhưng những động thái này đều không được chấp nhận. Thực chất, những hành động ngoại giao của vua là nhằm tận dụng cơ hội tránh cuộc chiến tranh và tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng tiến hành một cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự chủ của đất nước. Cuối năm 980, 30.000 quân Tống theo hai đường thủy và bộ do Hầu Nhân Bảo và Lưu Trừng chỉ huy ồ ạt tiến vào xâm lược Đại Cồ Việt. Để chặn đứng quân địch, Lê Đại Hành bố trí lực lượng dọc theo tuyến sông Bạch Đằng, Kinh Thầy cho đến vùng Lục Đầu Giang, trong đó tập trung đông nhất ở cửa sông Bạch Đằng vì đây là cửa ngõ yết hầu từ phương Bắc vào. Vua trực tiếp chỉ huy quân sĩ đánh giặc, tận dụng sự chủ quan ngạo mạn của quân xâm lược và chọn thời cơ tốt. Vua Lê Đại Hành đã giết được tướng giặc là Hầu Nhân Bảo, đánh đuổi cánh quân thủy của nhà Tống, khiến cánh quân bộ hốt hoảng rút lui nhưng vẫn bị truy đuổi tiêu diệt. Kết quả, cuộc chiến đấu chống quân Tống thắng lợi chỉ sau chưa đầy 4 tháng, từ cuối năm Canh Thìn 980 đến cuối năm Tân Tỵ 981. Vị vua đầu tiên cày tịch điền. Lê Đại Hành nổi tiếng là vị vua coi trọng phát triển nông nghiệp. Năm 987, vua tổ chức cày tịch điền để làm gương, khuyến khích nhân dân chăm lo sản xuất nông nghiệp. Sách lịch sử Việt Nam khẳng định vua Lê Đại Hành là hoàng đế đầu tiên mở đầu cho một nghi lễ tịch điền mà các vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngoài cày tịch điền, vua còn cho đào vét kênh mương, sông ngòi để thuận lợi cho việc tưới tiêu. Điều này giúp cho nền sản xuất nông nghiệp thời Tiền Lê đạt được những tiến bộ. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, vua Lê Đại Hành còn chú trọng các ngành kinh tế khác cùng lĩnh vực quân sự hay ngoại giao. Nói về hai việc làm của vua bị sử gia xưa đánh giá không tốt. Nhận xét Lê Đại Hành, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự, tiếc rằng không sớm chọn con nối, khiến cho con cái tranh nhau bên trong dẫn đến mất ngôi, về đạo vợ chồng có nhiều điều đáng thẹn. Về chuyện vợ chồng, vua Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu, trong đó có Đại Thắng Minh Hoàng hậu Dương Vân Nga, được phong năm 982 là đặc biệt nhất. Bà là người duy nhất làm hoàng hậu hai triều Đinh và Tiền Lê. Việc Dương Vân Nga là thái hậu nhà Đinh, người tôn Lê Đại Hành lên làm vua rồi trở thành hoàng hậu của vua Lê, bị các nhà nho và sử gia trước đây lên án gay gắt. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa. Hạ kinh của Kinh Duịch nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn, đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt trước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao. Về việc chọn con nối ngôi, sau khi lập các hoàng hậu, Lê Đại Hành lần lượt phong vương cho 11 người con trai và một người con nuôi, ông còn có một người con gái và hầu hết được cử đi trấn ở các địa điểm quan trọng. Theo nhận định của Ngô Thị Sĩ ghi trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, việc làm trên của Lê Đại Hành có lẽ là theo lối ngày xưa, muốn nơi lớn nhỏ ràng buộc lẫn nhau, lúc nguy cấp thì cứu nhau, chống kẻ khinh rẻ mà giữ sự bền lâu, không thể thừa cơ dòm ngó. Tháng 3 năm 1005, Lê Đại Hành qua đời, vương triều Tiền Lê lâm vào thế không ổn định. Long Việt, hoàng thái tử thứ 3 được chọn là người kế vị, hoàng tử thứ 2 là Long Tích và hoàng tử thứ 4 là Long Đĩnh nổi lên chống lại. Tình hình vô cùng rối loạn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: các con vua tranh nhau lên ngôi giằng co 8 tháng, trong nước không có chủ. Chào mừng quý khán giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Trong chuyên mục Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với một chủ đề: Ngô Định Diệm đã cầu xin điều gì trước khi bị cấp dưới sát hại? Kính thưa khán giả của kênh Văn hóa và Lịch sử, sau khi Ngô Định Diệm, Ngô Định Nhu và Ngô Định Cẩn lần lượt bị hạ sát
theo những cách khác nhau. Nhóm tướng lĩnh tham gia cuộc đảo chính này ngày 1 tháng 11 năm 1963 lẫn người Mỹ đều tìm cách đổ vấy tội cho nhau. Người Mỹ nói họ không muốn anh em họ Ngô phải chết. Nhóm tướng lĩnh đảo chính lại khăng khăng: chúng tôi không liên quan đến cái chết của gia đình ông Ngô Đình Diệm. Trong video ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử sẽ lý giải về vai trò của người Mỹ trong cái chết của anh em nhà họ Ngô, đồng thời sẽ tái hiện lại giây phút của bọn họ bị chính thuộc cấp của mình hạ sát. Các bạn thân mến, ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân đội của Ngô Đình Diệm thua trận tại chiến trường ấp Bắc Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Đây là thất bại đầy đau đớn khiến người Mỹ không thể chấp nhận. Theo tài liệu thu thập được cho thấy, quân Việt Nam Cộng Hòa đông hơn gấp 4 lần phía Cộng sản với sự yểm trợ của thiết giáp và máy bay trực thăng, thế nhưng vẫn bị đánh cho tơi tả. Sau lần thảm bại này, ngày 25 tháng 2, lần đầu tiên Tổng thống John Kennedy nghĩ về một kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Tin này khiến Ngô Đình Diệm có cảm giác bị phản bội. Quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Washington đầy căng thẳng. Cả Ngô Đình Diệm lẫn người Mỹ đều bắt đầu xét lại mối quan hệ từ trước đó. Cố vấn Tòa đại sứ John McCain cấp báo về Bộ Ngoại giao Mỹ như sau: việc căng thẳng này có thể gây hậu quả tai hại cho chúng ta với ông Ngô Đình Diệm hơn cả một phản ứng công khai. Cuối tháng 3, Ngô Đình Nhu bắt tay vào kế hoạch ngăn chặn đảo chính do Mỹ sắp đặt. Thế nhưng, không gì có thể ngăn chặn được sự sụp đổ của Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa. Hàng loạt biến cố xảy ra tính từ tháng 4 năm 1963 trở đi chỉ là giọt nước tràn ly. Bởi vì đối nội, gia đình ông Ngô Đình Diệm bị chống đối khắp nơi. Còn về đối ngoại, Mỹ muốn một sự thay thế người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn thân mến, một tình tiết rất đáng chú ý ngày 29 tháng 8 năm 1963 và thời điểm cao trào của sự mâu thuẫn giữa chính quyền Sài Gòn và Washington, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle lên tiếng kêu gọi hai miền Nam Bắc tham dự một hội nghị hòa bình, thống nhất và trung lập. Ông Diệm không mặn mà lắm với lời kêu gọi này, ông Nhu lại tiếp tục bắn tín hiệu cho người Mỹ: nếu các ông ngưng ủng hộ chúng tôi thì chắc chắn sẽ có một chính phủ trung lập xuất hiện để gạt bỏ sự ảnh hưởng của các ông. Ông Nhu đã phạm sai lầm. Tín hiệu này của ông càng khiến người Mỹ quyết tâm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Thưa các bạn, ngày 30 tháng 10 năm 1963, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Roger Hitzman gửi đến Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn một bức mật thư mà ông này gọi đó là hoàng hôn của các thần linh. Trong bức mật thư này có đoạn: chúng ta cần khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá tan Dinh Độc Lập nếu cần để đạt được thắng lợi. Điều kiện cho gia đình họ Ngô là đầu hàng vô điều kiện, vì nếu không họ sẽ tìm cách gạt bỏ được lực lượng đảo chính lẫn sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ Ngô bị bắt sống, vợ chồng ông Nhu phải nhanh chóng bị tống sang Pháp hay bất cứ nước nào muốn nhận họ. Riêng ông Diệm tùy thuộc vào ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Các bạn thân mến, theo McCone, giám đốc CIA thời đó, Tổng thống Kennedy luôn nhấn mạnh không được đối xử với ông Diệm cách nào tệ hơn là lưu đày. Một tiết lộ khác của tướng Taylor: Tổng thống đang họp và nhận được tin hai anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã bị hạ sát. Tổng thống đứng phắt dậy, chạy vọt ra khỏi phòng họp. Khuôn mặt Tổng thống lúc đó lộ ra vẻ xúc động và choáng váng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không hề tin cố Tổng thống John Kennedy lại xúc động đến vậy khi nghe tin ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị bắn chết. Người Mỹ là những người diễn kịch giỏi, mọi thứ biến động đều do họ giật dây, nhưng bất cứ lúc nào họ đều mang khuôn mặt của một kẻ vô can. Các bạn thân mến, tài liệu cho thấy sau khi anh em họ Ngô bị bắn chết, ngày 2 tháng 11 năm 1963, Bộ Ngoại giao Mỹ có chỉ thị cho lãnh sứ Mỹ ở Huế rằng cần phải cho Ngô Đình Cẩn tị nạn nếu sinh mạng của ông ta nguy hiểm do bất cứ phía nào. Tiếp đến ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao tiếp tục gửi điện hỏa tốc cho Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn nhắc lại cần phải tránh việc hãm hại ông Ngô Đình Cẩn bằng mọi giá,
chúng ta phải tận dụng mọi phương tiện của chính chúng ta để đưa ông ấy rời khỏi miền Nam Việt Nam. Nếu cần thiết thì đưa luôn mẹ của ông ấy đi. Ngày 5 tháng 11, tức là chỉ sau một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ có công điện hỏa tốc gửi đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Tướng Đỗ Cao Chí xuất hiện trước lãnh sứ quán Mỹ ở Huế, nói ngắn gọn: các ông giao Ngô Đình Cẩn cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không bảo đảm sự an toàn cho lãnh sứ quán. Các bạn thân mến, sau khi xin lệnh của Washington, phía lãnh sứ quán Mỹ đã giao Ngô Đình Cẩn cho tướng Chí kèm theo lời đề nghị: các ông có quyền xét xử nhưng không được phép xử tử ông ấy. Chính đại sứ Mỹ Cabot cũng trấn an Washington rằng ông Cẩn sẽ không bị xử tử. Thế nhưng ngày 22 tháng 4 năm 1964, Ngô Đình Cẩn đã bị chính quyền mới kết án tử hình và bị xử bắn vào ngày 10 tháng 5 năm 1964. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều bị sát hại bởi nhóm đảo chính, bởi cả nhóm tướng lĩnh đảo chính lẫn người Mỹ đều sợ vào ngày mà gia đình họ Ngô có thể lật ngược thế cờ. Người Mỹ không muốn để lại hậu họa bởi họ thừa sức biết được Ngô Đình Diệm năm 1963 đã không còn là Ngô Đình Diệm của những năm trước đó. Ông Diệm thời điểm 1963 như một con hổ đã bị tước hết vuốt lẫn cắt gọn nanh. Người hạnh phúc nhất sau cái chết của anh em họ Ngô chính là đại sứ Mỹ tại Sài Gòn Cabot. Cabot trước khi sang Sài Gòn đã rất muốn thay thế Ngô Đình Diệm. Thậm chí cái chết của anh em họ Ngô cũng được Cabot đón nhận rất hân hoan. Việc ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu bị bắn chết là ngoài ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện không may bởi không ai có thể giữ được hết trật tự khi đảo chính xảy ra. Báo cáo của Cabot gửi Washington ngày 1 tháng 11 năm 1963. Cabot còn minh chứng cho thói cáo giả của mình. Ông đã nhận lời với linh mục Cao Văn Luận, viện trưởng Đại học Huế rằng: tôi sẽ làm mọi cách để ông Cẩn không bị khép án tử hình. Lời tôi hứa với cha hôm nay cũng là lời tôi hứa với Đức Giáo Hoàng. Vậy bây giờ, trước mặt cha, tôi xin nhắc lại lời hứa đó. Kết quả ai cũng biết, Ngô Đình Cẩn vẫn bị bắn chết. Nói về sự tuyệt vọng của Ngô Đình Diệm, các bạn thân mến, trở lại với thời khắc rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, sau một thời gian mật đàm với Kohler, nhân viên cấp cao của CIA, tướng Dương Văn Minh quyết định cho nhóm đảo chính tấn công Dinh Độc Lập. Lực lượng phòng vệ ở Dinh nhanh chóng thất thủ, anh em Diệm Nhu tháo chạy khỏi Dinh Độc Lập, về ẩn náu tại nhà thờ Cha Tam ở khu Chợ Lớn. Tại đây, Tổng thống Ngô Đình Diệm chính thức phát đi tín hiệu đầu hàng nhóm đảo chính. Trước khi chạy sang nhà thờ Cha Tam, khi quân đảo chính đang bao vây Dinh Độc Lập, cả ông Diệm và ông Nhu đều rất bình tĩnh. Thậm chí ông Nhu còn trấn an ông Diệm rằng: cứ yên tâm, sẽ có một cuộc phản đảo chính kiểu như Trần Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Cao từng làm vào tháng 11 năm 1960. Niềm tin của ông Nhu chủ yếu dựa vào hai kế hoạch Bravo 1 và Bravo 2 đã được ông giao cho tướng Tôn Thất Đính, Tổng trấn Sài Gòn Gia Định thực hiện khi xảy ra chính biến. Nhưng cái đau của anh em ông Diệm là đều không nhìn thấy rõ tướng Đính lại là người nằm trong nhóm tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chính. Đến khi phát hiện ra sự thật, ông Diệm không còn cách nào khác là dựa vào niềm hy vọng cuối cùng là cái uy của một tổng thống, một người từng hất cẳng bảo đại, tống cổ Nguyễn Văn Hình, dẹp loạn Bình Xuyên, trấn áp các giáo phái ở miền Nam, loại bỏ các đối thủ chính trị sừng sỏ lên làm tổng thống, nhằm thương thuyết một cuộc ra đi trong danh dự với nhóm tướng lĩnh cầm đầu. Ông ta đã chủ động gọi cho tướng Trần Văn Đôn, cánh tay mặt của tướng Dương Văn Minh để thương lượng. Tướng lĩnh, các anh đang làm gì vậy? Thưa cụ, chúng tôi đã đề nghị với cụ nhiều lần rằng cụ cần cải cách chính sách theo nguyện vọng của nhân dân, nhưng đã không được cụ quan tâm. Bây giờ đã đến lúc quân đội phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, mong cụ hiểu cho chúng tôi. Tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau để nói chuyện? Chúng ta sẽ bàn về cái mạnh và cái yếu của chế độ, từ đó tìm ra con đường nhằm củng cố lại chế độ. Có lẽ đã quá muộn để ngồi lại.
và việc bàn luận là không còn cần thiết nữa, thưa cụ. Chưa bao giờ là muộn cả, do đó tôi mời tất cả các anh đến dinh để cùng bàn những vấn đề và cuối cùng đưa ra một giải pháp khiến cả hai phía đều thỏa mãn. Thưa cụ, tôi phải hỏi ý kiến của những người khác xem sao. Các bạn thân mến, sau cuộc điện đàm với tướng Đôn, ông Diệm đã phần nào mường tượng được mình không còn là người nắm quyền lực tối thượng trong nền đệ nhất Cộng Hòa. 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 1963, tức buổi chiều ngày đảo chính, ông Diệm gọi điện thoại cho đại sứ Mỹ Capote, một đơn vị quân đội đang làm loạn, và thông qua ông đại sứ, tôi muốn biết thái độ của người Mỹ về vấn đề này như thế nào. Xin lỗi Tổng thống, tôi không nắm được thông tin đầy đủ về chuyện này để trả lời Tổng thống. Tôi có nghe tiếng súng nổ ở đâu đó, nhưng rất tiếc tôi không nắm chắc chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, thưa Tổng thống, hiện tại là 4 giờ 30 phút sáng theo giờ của đất nước chúng tôi, do đó chính phủ Mỹ không thể kịp thức dậy để bày tỏ quan điểm nào đó vào lúc này. Nhưng ông cũng phải có một số ý kiến rõ rệt chứ. Dẫu sao, hiện tại tôi cũng đang nắm quyền tối cao tại đất nước này. Tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi muốn một thái độ hành xử đúng đắn vào lúc này. Điều mà trách nhiệm và ý thức luôn đòi hỏi ở tôi. Tôi luôn tin tôi đã làm đúng bổn phận của mình. Chắc chắn ngài đã làm đúng bổn phận của ngài, thưa Tổng thống. Như tôi đã nói với ngài sáng nay, tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm cũng như sự đóng góp to lớn của ngài dành cho đất nước. Không ai có thể phủ nhận được những gì ngài đã làm. Nhưng thú thật, hiện tại tôi đang lo cho sự an toàn của ngài. Tôi có một báo cáo cho biết những người chịu trách nhiệm tình hình hiện nay sẵn sàng cấp cho ngài và em ngài giấy thông hành an toàn rời khỏi đất nước nếu như ngài từ chức. Ngài đã từng nghe nói đến việc này hay chưa? Không, tôi không biết. Ông đại sứ có số điện thoại của tôi chứ? Vâng, tôi có. Nếu ngài cần đến tôi về những chuyện liên quan đến vấn đề an toàn sinh mạng của ngài, thì ngài hãy gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn ông, tôi đang cố gắng thiết lập lại trật tự. Biết không thể trông chờ từ những người bạn Mỹ nữa, Tổng thống Diệm quay số của tướng Đôn để tiếp tục thương thảo. Các anh nghĩ gì về đề nghị của tôi? Thưa cụ, chúng tôi đã trao đổi kỹ cùng nhau theo đề nghị của cụ, nhưng rất tiếc, chúng tôi không tìm ra điểm chung giữa hai phía để có thể ngồi vào bàn đàm phán với cụ. Tôi nghĩ cụ cùng ngài cố vấn, tức Ngô Đình Nhu, nên rời khỏi đất nước. Các bạn thân mến, đó là tất cả những gì Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể nói với thuộc cấp của mình trước khi hai anh em ông bị Đại úy Nhung sát hại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay. Và trong chuyên mục Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với câu chuyện trong Tam Quốc, vì sao Thục Hán là nước đầu tiên bị diệt vong, nguyên nhân không ngờ tới. Các bạn thân mến, cả đời gây dựng cơ nghiệp, không ngờ nhà Thục Hán của Lưu Bị lại là nước đầu tiên bị diệt vong trong Tam Quốc. Hóa ra, nguyên nhân sụp đổ đến từ sai lầm này. Các bạn thân mến, cục diện Tam Quốc có nhiều thay đổi bắt đầu từ cái chết đột ngột của Quan Vũ. Sự ra đi của danh tướng này là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến giữa Thục Hán và Đông Ngô. Trận chiến này do đích thân Lưu Bị thống lĩnh đại quân tiến đánh Đông Ngô. Tuy nhiên, cuối cùng Lưu Bị và đại quân Thục Hán lại đại bại ở trận Di Lăng. Lưu Bị chịu thất bại nặng nề, sau đó sinh bệnh nặng và cuối cùng qua đời ở thành Bạch Đế vào năm 223, khi sự nghiệp phục hưng Hán thất vẫn còn dang dở. Các bạn thân mến, ngôi vị hoàng đế của Thục Hán đã được Lưu Thiện kế vị. Trong 10 năm đầu, Lưu Thiện và Thục Hán nhận được sự phò tá đắc lực của Gia Cát Lượng. Thục Hán trong thời kỳ này không những phát triển cả về kinh tế xã hội mà còn có đủ tiềm lực để thực hiện những chiến dịch bắc phạt. Và sau khi Gia Cát Lượng qua đời vào năm 234, Lưu Thiện vẫn có thể làm hoàng đế đến gần 30 năm. Tuy nhiên, đến năm 263, Thục Hán trở thành nước đầu tiên bị diệt vong trong Tam Quốc. Trên thực tế, đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Thục Hán. Chẳng hạn như Lưu Thiện vô năng, tin tưởng mù quáng vào thái giám Hoàng Hạo dẫn tới hỗn loạn trong triều đình, hay sự thiếu hụt nhân tài trong nội bộ Thục Hán. Ngoài ra, cũng có nhận định cho rằng do Gia Cát Lượng và Khương Duy hao tâm tổn sức quá nhiều trong chiến dịch Bắc Phạt kéo dài nhiều năm,
Điều này khiến cho quân thục kiệt quệ, đời sống người dân gặp khó khăn, hao tổn cả về nhân lực, vật lực và tài lực cho cuộc chiến dài hơi này. Các bạn thân mến, mặc dù có nhiều suy đoán về nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nhà Thục Hán, tuy nhiên khó có thể giải thích được gốc rễ của vấn đề. Chẳng hạn, sự chuyên quyền lộng hành của hoạn quan Hoàng Hạo mặc dù là một trong những nguyên nhân khiến Thục Hán suy yếu, nhưng khó có thể quy kết sự sụp đổ của Thục Hán cho người này. Bởi lẽ thực tế, Hoàng Hạo chỉ nắm quyền thao túng trong triều được vài năm. Ngày nay có nhiều học giả bắt đầu tìm kiếm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự sụp đổ của Thục Hán từ một góc nhìn mới, đó là những mâu thuẫn nội bộ mà nhà Thục Hán phải đối mặt. Vì sao Thục Hán là nước đầu tiên bị diệt vong? Xuất phát từ một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là Thục Hán được Lưu Bị thành lập, nhưng Lưu Bị lại không phải là người gốc Ích Châu. Ông sinh ra ở Hà Bắc và không sống ở Ích Châu lâu dài. Về phần các tướng lĩnh và mưu sĩ đi theo Lưu Bị khởi nghiệp, cũng rất có ít người có xuất thân ở Ích Châu. Tự chung lại, đối với Ích Châu, tập đoàn của Lưu Bị hoàn toàn là một thế lực ngoại bang. Điểm này có thể nhận thấy ngay từ khi Lưu Bị mới vào Ích Châu đã xuất hiện mâu thuẫn giữa Lưu Bị và người dân địa phương. Thứ hai, trước khi Lưu Bị tiến vào Ích Châu, Lưu Trương đã chiếm giữ vùng đất này trong nhiều năm. Do đó, sau khi Lưu Bị nổi dậy chiếm Ích Châu, những thuộc hạ cũ cùng cường hào địa chủ vẫn còn tồn tại. Tuy bề ngoài, những người này đầu hàng trước lực lượng của Lưu Bị, nhưng đằng sau, họ vẫn duy trì sự độc lập, chống đối hết mức có thể. Đây là khó khăn mà tập đoàn của Lưu Bị phải đối mặt. Với việc dùng lễ để đối đãi hiền tài của Lưu Bị xem ra khó có thể áp dụng ở Ích Châu trong bối cảnh lúc đó. Năm 221, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế của Thục Hán. Đến năm 263, Thục Hán sụp đổ. Như vậy, Thục Hán chỉ tồn tại 42 năm. Trong thời gian này, thế lực của Lưu Bị và các lực lượng địa phương ở Ích Châu vừa có sự hợp tác, vừa có sự cạnh tranh. Hai bên tuy duy trì sự hợp tác nhưng vẫn có không ít những mâu thuẫn. Và trên thực tế, không phải là Lưu Bị không nhận ra tầm quan trọng của quyền lực địa phương ở Ích Châu sau khi vào Tây Xuyên. Vị quân chủ này đã đưa một số người Ích Châu làm quan nhằm tạo ra môi trường tương đối ổn định cho việc thành lập Thục Hán. Và sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tiếp tục kế thừa chính sách tuyển dụng của Lưu Bị khi sử dụng các nhân sĩ ở Ích Châu làm quan cho tham gia cuộc viễn chinh ở phía Nam và chiến dịch Bắc Phạt. Tuy nhiên, bổ nhiệm là một chuyện, nhưng liệu điều này có thực sự giải quyết được cấu trúc quyền lực vốn có ở Ích Châu hay không lại là một vấn đề khác. Và mặt khác, những nhân vật cốt cán trong tập đoàn Lưu Bị lại không phải là nhân sĩ, chẳng hạn như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều xuất thân từ các tướng quân, chỉ có Gia Cát Lượng và một số người có thể được coi là nhân sĩ. Chính điều này tạo nên sự khác biệt và nảy sinh mâu thuẫn giữa các nhân sĩ địa phương ở Ích Châu với tập đoàn Lưu Bị. Thứ ba, nội bộ Thục Hán bất ổn, các phe cánh tranh đua nhau và bất hợp tác. Văn nhân, sĩ phu, cường hào địa chủ ở Ích Châu đương nhiên không dễ dàng để cho Thục Hán thao túng, nhất là đối với một số người nắm quyền lực quân sự và một số người vùng dân tộc thiểu số ở Nam Trung. Sau thất bại của Lưu Bị trong trận chiến với Đông Ngô đã làm suy yếu đáng kể thực lực của Thục Hán. Lợi dụng tình hình bất ổn của Thục Hán lúc bấy giờ ở Nam Trung thuộc Ích Châu đã xảy ra những cuộc nổi loạn vũ trang. Trong đó, vì người dân ở Nam Trung nghe theo lời của Mạnh Hoạch, một trong những thủ lĩnh của cuộc nổi dậy, nên đã bày tỏ thái độ căm ghét và chống đối với Thục Hán. Vào năm 225, Thừa tướng Gia Cát Lượng đã đích thân thống lĩnh đại quân đi dẹp loạn ở Nam Trung. Lúc bấy giờ, Gia Cát Lượng ra lệnh cho quân Thục Hán chỉ được bắt sống chủ tướng Mạnh Hoạch và không được giết. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là vị quân sư tài trí này lại dùng mưu kế 7 lần bắt sống rồi lại thả, khiến cho Mạnh Hoạch chấp nhận thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng đó là nhờ có Gia Cát Lượng nên mới chấn giữ được. Tuy nhiên, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, nội bộ của Thục Hán lại tiếp tục nảy sinh bất ổn khi các phe cánh vẫn mâu thuẫn, nhất là những người từng đi theo Lưu Bị lập nghiệp thế lực ở Kinh Châu và cả lực lượng địa phương ở Ích Châu. Năm 263, Tào Ngụy tấn công Thục Hán, lúc này Đông Ngô ở bên ngoài cũng như thế lực ở Ích Châu cũng không có sự ủng hộ hay giúp đỡ của triều đình Thục Hán. Từ những nguyên nhân trên có thể thấy rằng sự sụp đổ của Thục Hán không đơn giản như nhiều người nghĩ trước đây.
bởi sự phản đối và bất hợp tác của các thế lực ở Ích Châu được coi là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của Thục Hán trong Tam Quốc. Đây quả thực là điều đáng tiếc. Sau đây chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện khác, giao con trai và Thục Hán cho Gia Cát Lượng, nhưng tại sao Lưu Bị lại để lại di ngôn cho Triệu Vân? Các bạn thân mến, cả đời hết mình xây dựng cơ nghiệp và luôn dương cao ngọn cờ nhân nghĩa, phục hưng Hán Thất, cuối cùng Lưu Bị cũng có những thành tựu nhất định và đủ vốn liếng vững chắc để thành lập nên nhà Thục Hán lên ngôi hoàng đế. Tuy nhiên, sau cái chết của danh tướng Quan Vũ, cục diện Tam Quốc thay đổi và chính điều này có tác động không nhỏ đến Lưu Bị và Thục Hán. Mất đi Kinh Châu và Quan Vũ, một trong những võ tướng tài giỏi nhất trong Tam Quốc, Lưu Bị và Thục Hán chịu tổn thất lớn. Năm 221, vì để trả thù cho Quan Vũ, đồng thời lấy lại Kinh Châu, Lưu Bị đã huy động lượng lớn binh sĩ tiến đánh Đông Ngô. Thế nhưng, cuối cùng vị quân chủ của Thục Hán lại đại bại trong trận Di Lăng. Sau thất bại lớn này, Lưu Bị lâm bệnh nặng ở thành Bạch Đế. Biết thời gian của mình không còn nhiều, Lưu Bị đã nhanh chóng ra lệnh cho người tới thành đô để triệu tập Lý Nghiêm, Gia Cát Lượng, Triệu Vân, một số nhân vật cốt cán khác cùng các con trai của vị quân chủ này. Lúc đó Lưu Bị chưa gọi Lưu Thiện đến vì lo lắng thành đô không có ai quản, một số người có thể chớp lấy cơ hội để gây rối. Và ngay sau khi nhận được lệnh của Lưu Bị, Gia Cát Lượng và những người khác đã lập tức đến cung Vĩnh An ở thành Bạch Đế. Khi Lưu Bị trông thấy Gia Cát Lượng, ông ra hiệu cho vị quân sư của mình ngồi xuống mép giường. Sau đó Lưu Bị đã có màn phó thác con côi và cơ nghiệp nhà Thục Hán cho Gia Cát Lượng phó tá. Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng rằng tài của thừa tướng gấp 10 Tào Phi nhất định sẽ làm nên việc lớn. Đối với Lưu Thiện, nếu có thể giúp được thì giúp, còn nếu nó bất tài thì hãy tự thay đi. Gia Cát Lượng nghe xong vừa khóc vừa nói rằng sẽ dốc hết sức lực, đồng thời hứa sẽ trung trinh, cúc cung tận tụy với Lưu Thiện và nhà Thục Hán đến cùng. Lưu Bị còn gọi con trai là Lỗ Vương Lưu Vĩnh đến dặn dò các anh em rằng: sau khi ta qua đời, anh em các ngươi phải coi thừa tướng như cha. Cùng ngày, Lưu Bị còn gọi các cận thần lại và tuyên bố việc gửi Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm làm phó cùng phụ chính. Đây quả thực là một nước cờ cao tay của Lưu Bị để thử lòng Gia Cát Lượng. Nếu lúc đó Gia Cát Lượng do dự hoặc phản ứng chậm thì có lẽ tình thế đã thay đổi. Tuy nhiên, phản ứng của thừa tướng Gia Cát Lượng quả đúng như dự đoán của Lưu Bị. Ngoài ra, trước khi qua đời, Lưu Bị còn nhấn mạnh nói với Gia Cát Lượng một câu đại ý là không được trọng dụng Triệu Vân. Sau màn phó thác con côi, giao cả con trai kế vị là Lưu Thiện và nhà Thục Hán cho Gia Cát Lượng, nhưng Lưu Bị lại gọi Triệu Vân đến và dặn dò riêng. Tại sao Lưu Bị lại gọi riêng Triệu Vân? Vị quân chủ của Thục Hán đã nói gì với võ tướng được coi là hoàn mỹ nhất Tam Quốc? Các bạn thân mến, sau khi phó thác con côi và đại nghiệp của nhà Thục Hán cho Gia Cát Lượng, thì Triệu Vân chính là người mà Lưu Bị muốn gặp nhất. Và Triệu Vân đi theo Lưu Bị đã lâu, võ tướng này luôn trung thành tận tụy vì Lưu Bị và nhà Thục Hán mà không màng đến danh lợi cá nhân. Minh chứng là trong trận Trường Bản năm 208, Triệu Vân một mình đột kích phá vòng vây trước hàng nghìn quân Tào để cứu vợ con Lưu Bị. Trước sự dũng cảm phi thường của Triệu Vân, cuối cùng Lưu Thiện được cứu sống. Và sự dũng mãnh cùng khả năng chiến đấu của Triệu Vân khiến ngay cả một người đa nghi như Tào Tháo cũng phải nể phục và mong muốn chiêu mộ võ tướng này. Và trước mặt Gia Cát Lượng, Lưu Bị căn dặn Triệu Vân phải bảo vệ hậu chủ Lưu Thiện, đồng thời giao cho võ tướng này một quyền lực tối cao, đó là nếu ai đó không thuần phục Lưu Thiện, ông có thể thẳng tay giết mà không bị xử tội. Ai đó ở đây có thể là Gia Cát Lượng, di ngôn đầy ẩn ý của Lưu Bị nhưng lại trao cho Triệu Vân một quyền lực to lớn. Triệu Vân chính là át chủ bài mà Lưu Bị muốn kìm hãm Gia Cát Lượng để chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Và điều này cho thấy lòng tin tuyệt đối của Lưu Bị dành cho Triệu Vân, võ tướng từng cùng ông vào sinh ra tử, thậm chí hai lần lập công lớn cứu sống Lưu Thiện. Triệu Vân không những văn võ song toàn mà con người cẩn trọng, biết phân biệt phải trái. Do đó để Triệu Vân bảo vệ con trai của mình thì Lưu Bị mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được. Chào mừng các bạn đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chương trình Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với câu chuyện Chiến đoàn Ma đã khiến chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ ra sao.
Các bạn thân mến, sau khi nhận ra Ngô Đình Diệm không tuân phục, chính quyền Mỹ quyết định bật đèn xanh xúi giục một số tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa thực hiện cuộc đảo chính bằng sức mạnh vũ trang. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính bùng nổ. Một đơn vị mang phiên hiệu Chiến đoàn Vạn Kiếp được lực lượng đảo chính xem là mũi tấn công chủ lực. Lực lượng này được xua đến tận thành Cộng Hòa, nơi được gọi là phủ tổng thống của chính quyền Diệm, bao vây gây áp lực. Thế nhưng, sau khi cuộc đảo chính thành công, Chiến đoàn Vạn Kiếp mất tăm hơi. Không ai biết Chiến đoàn Vạn Kiếp là đơn vị nào. Trong cái gọi là quân sự, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến lúc khép lại trang cuối cùng vĩnh viễn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, không có trang nào nhắc đến cái phiên hiệu Chiến đoàn Vạn Kiếp. Các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ nay, nhiều người vẫn cho rằng mũi tấn công chính vào thành Cộng Hòa là hai trung đoàn thuộc sư 5 do Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, sau này là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy. Điều này được khẳng định trong hồi ký của một số nhân vật chính yếu tham gia cuộc đảo chính. Hầu hết những nhân vật này đều dựa vào lời kể công của Nguyễn Văn Thiệu với giới truyền thông sau khi cuộc đảo chính thành công, và điều đó trở thành một góc lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Văn Thiệu kể rằng, để chuẩn bị cho cuộc đảo chính, từ chiều ngày 31 tháng 10 năm 1963, với tư cách là tư lệnh sư đoàn 5, Thiệu đã ra lệnh cho hai trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo binh và hai chi đoàn thiết giáp dưới quyền di chuyển từ Biên Hòa đến khu vực ngã ba Vũng Tàu với lý do là chuẩn bị đi càn ở Phước Tuy, ngày nay là Bà Rịa Vũng Tàu. Đến trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, lực lượng này tiến thẳng đến thành Cộng Hòa, bao vây tấn công để gây áp lực với Ngô Đình Diệm. Từ đó, nhiều bài báo đã thống nhất tường thuật rằng Nguyễn Văn Thiệu là người có công chỉ huy lực lượng quân sự gây áp lực mạnh nhất đối với Ngô Đình Diệm trong cuộc đảo chính lịch sử, dẫn đến việc đầu hàng vô điều kiện. Trong những nguồn thông tin đó, chỉ có vài dòng nhắc phớt qua chiến công của Chiến đoàn Vạn Kiếp. Các bạn thân mến, tuy nhiên không ai biết và cũng không ai giải thích Chiến đoàn Vạn Kiếp là đơn vị nào trong hệ thống quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một nhân vật tướng lĩnh tham gia cuộc đảo chính đã kể trong hồi ký rằng Trung tá Vĩnh Lộc, chỉ huy Chiến đoàn Vạn Kiếp, cố tình chậm trễ, chờ đợi nghe ngóng nếu tình hình thuận lợi mới hành động. Mãi tới 15 giờ 45 phút, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu phải đưa Sư đoàn 5 đến tăng cường triển khai tiến công. Lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 11, Thiết đoàn 2, Chiến đoàn Thiết giáp 24 và Tiểu đoàn 4, Thủy quân Lục chiến do Lý Tổng Bá chỉ huy, hình thành hai gọng kìm đánh vào Dinh Gia Long. Bộ chỉ huy đảo chính giao cho Đại tá Lâm Văn Phát làm nhiệm vụ kiểm tra, đốc chiến cuộc tiến công. Đến 6 giờ, biết có cố gắng chống cự cũng không đạt được kết quả, lực lượng bảo vệ Dinh buông súng đầu hàng. Lý Tòng Bá dẫn quân vào nội cung thì Diệm Nhu đã bỏ trốn từ trước. Lực lượng tham gia đảo chính gồm Tiểu đoàn 1 và 4 Thủy quân Lục chiến, Tiểu đoàn 6 Nhảy dù, Thiết đoàn Thiết giáp 24 thuộc Chiến đoàn Vạn Kiếp, Sư đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 10 và Thiết đoàn 2 của Sư đoàn 7 Bộ binh, một đại đội truyền tin. Chiến đoàn Vạn Kiếp của Trung tá Vĩnh Lộc cho đến lúc ấy vẫn còn án binh bất động bên cầu Phan Thanh Giản. Khoảng 4 giờ 30 phút khi Đại tá Phát đến một căn nhà ngay ngã tư Phan Thanh Giản, Đinh Tiên Hoàng, được coi như bản doanh tiền phương của Sư đoàn 5 và Chiến đoàn Vạn Kiếp, thì lúc ấy Trung tá Vĩnh Lộc chưa biết phải tiến quân như thế nào. Sĩ quan cũng như binh sĩ vẫn ngơ ngác không biết phải làm gì, chỉ thị của thượng cấp hết sức mơ hồ. Đại tá Lâm Văn Phát tạm thay Đại tá Nguyễn Văn Thiệu thống lãnh Sư đoàn 5 để thanh toán Dinh Gia Long và thành Cộng Hòa. Các bạn thân mến, hầu hết những viên tướng tham gia đảo chính đều công nhận sự có mặt của Chiến đoàn Vạn Kiếp, nhưng không ai xác định đúng chiến đoàn đó ở đâu chui ra. Lời kể của người trong cuộc: ông S, cư ngụ ở Gò Công, Tiền Giang, từng là sĩ quan chỉ huy một tốp binh sĩ thuộc Chiến đoàn Vạn Kiếp. Ông khẳng định Chiến đoàn Vạn Kiếp là một trong những đơn vị hỗn hợp được thành lập không văn tự để thực hiện nhiệm vụ đảo chính. Thời điểm đó, ông S là sĩ quan cơ hữu mang hàm chuẩn úy thuộc Ban huấn luyện vũ khí tại Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp, là một đơn vị trực thuộc quân đoàn 3 nên trung tâm này còn có tên gọi là Trung tâm huấn luyện vùng 3 chiến thuật.
bản danh của Trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp đặt ở Bà Rịa do Trung tá Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc, sau này là Trung tướng của Việt Nam Cộng Hòa làm chỉ huy trưởng. Nhiệm vụ của trung tâm này là huấn luyện, đào tạo tân binh, hạ sĩ quan cho các đơn vị quân sự thuộc vùng 3 chiến thuật, bổ túc kỹ năng chỉ huy chiến thuật cho cấp trung đội trưởng đến đại đội trưởng cho các đơn vị đang tham chiến ở các chiến trường thuộc vùng trách nhiệm. Nói cách khác, những binh sĩ mang hàm hạ sĩ đến chuẩn úy muốn thăng cấp phải kinh qua một khóa huấn luyện tại đây để lấy chứng chỉ. Những khóa huấn luyện này được gọi tắt là CC1, CC2. Vì vậy, các khóa huấn luyện CC đều là những người từng tham gia trận mạc có kinh nghiệm tiễn chiến trường. Một ngày đầu tháng 10 năm 1963, trước khi xảy ra cuộc đảo chính một tháng, với tư cách là chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vạn Kiếp, ông Vĩnh Lộc yêu cầu các bộ phận tinh tuyển các huấn luyện viên và học viên để thành lập một đơn vị có ám danh rất lạ. Ekip D bao gồm một số sĩ quan huấn luyện và một tiểu đoàn học viên CC. Không ai biết mục đích thành lập ekip D để làm gì, chỉ biết rằng những ai có tên đều phải sẵn sàng đợi lệnh hành quân đột xuất. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông S và một trung úy khác cũng thuộc ekip D được phân công trực chỉ huy đơn vị lính tham gia huấn luyện CC tại trung tâm. Sáng hôm đó, tiểu đoàn 6 thuộc binh chủng nhảy dù đang đóng quân ở căn cứ Tam Hiệp Biên Hòa bất ngờ xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn này là thiếu tá Lê Văn Đặng, nhưng khi về trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp lại thuộc quyền chỉ huy của đại úy Vũ Thế Quang, một sĩ quan huấn luyện trong ekip D của trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, Vũ Thế Quang là sư đoàn phó sư đoàn 23 đóng quân ở Đắk Lắk bị quân ta bắt sống trong chiến dịch Tây Nguyên 275 giải phóng Buôn Ma Thuột. Đa số binh sĩ của tiểu đoàn này là người gốc Khmer miền Tây Nam Bộ, có sức khỏe tốt và liều lĩnh. Tiểu đoàn này đã từng tham gia các chiến dịch tiêu trừ Bình Xuyên, triệt tiêu lực lượng cao đài Ly Khai của Trình Minh Thế và truy lùng ba cụt quân thổ phỉ ở miền Tây. Đêm ngày 1 tháng 11 năm 1963, bất thần, ông S và ekip D nhận lệnh hành quân trực chỉ Sài Gòn. Lực lượng này được xe tải quân sự GMC chở đến đầu cầu Phan Thanh Giản, Sài Gòn, nay là cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thả xuống. Lực lượng này vượt cầu Phan Thanh Giản di chuyển theo trục đường thẳng đến trước một tiệm may trên góc đường Phan Thanh Giản, Mạc Đĩnh Chi thì được lệnh hạ trại thiết lập bộ chỉ huy tiền phương. Lúc đó các thành viên lực lượng này cũng chưa biết mình đang tham gia cuộc đảo chính lịch sử mà chỉ biết mình là thành viên của chiến đoàn Vạn Kiếp. Nhiều người nghĩ đó là cuộc diễn tập quân sự. Đến trưa ngày 2 tháng 11 năm 1963, chi đoàn 1 thiết giáp 24 thuộc thiết giáp 1 kỵ binh do đại úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy chiến đấu, nhưng dưới quyền điều phối của thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa. Nhưng dưới quyền điều phối của thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa cũng kéo đến sát nhập vào. Như vậy, chiến đoàn Vạn Kiếp là một lực lượng ô hợp gồm 3 đơn vị. Tiểu đoàn lính CC đang được huấn luyện tại trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp do trung tá Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc chỉ huy. Tiểu đoàn 6 binh chủng nhảy dù do đại úy Vũ Thế Quang chỉ huy. Chi đoàn 1 thiết giáp 24 thuộc thiết đoàn 1 kỵ binh do đại úy Bùi Ngươn Ngãi chỉ huy. Khoảng 4 giờ chiều thì Lâm Văn Phát, thời điểm đó là đại tá, tư lệnh phó vùng 3 chiến thuật, xuất hiện tại bộ chỉ huy tiền phương tổ chức họp tác chiến. Nguyễn Văn Thiệu có mặt trong cuộc họp này nhưng binh sĩ của sư đoàn 5 vẫn còn ở khu vực ngoại thành. Ông Thiệu chỉ dự họp một chút rồi vội vã rời đi. Khoảng 5 giờ chiều, lực lượng chiến đoàn Vạn Kiếp bắt đầu di chuyển về hướng thành Cộng Hòa. Tiểu đoàn 6 dù đi trước, tiểu đoàn CC và thiết giáp đi sau. Ba đơn vị này không đi thẳng mà vòng theo tuyến đường Hai Bà Trưng, Gia Long tiến vào đường Cường Để, bao vây thành Cộng Hòa. Trước cửa thành, hai chiếc thiết giáp của lực lượng trung thành với Ngô Đình Diệm án ngữ, chi đoàn thiết giáp gồm 3 chiếc của chiến đoàn Vạn Kiếp chạy đến đối đầu. Ông S thấy sĩ quan trên hai chiếc thiết giáp đối đầu trò chuyện vài phút. Ông S và một số binh sĩ CC được trang bị đại liên caliber 30, đại liên M18, cối 60, cối 81 và hỏa tiễn không giật 75 ly nằm nhẹp ở khoảng giữa hai thiết giáp đang đối đầu. Ông Vĩnh Lộc cũng đứng gần đó đã hạ lệnh: "Tụi nó
tức lính phòng vệ phủ tổng thống nhúc nhích là bắn ngay. Hơn 10 phút sau, cả 5 chiếc xe cùng xoay về hướng đường Nguyễn Bình Khiêm chạy mất hút. Bên trong thành, lực lượng phòng vệ phủ tổng thống im lặng. Đến 5 giờ 30 phút chiều, Đài Phát thanh Sài Gòn phát đi bản thông cáo cách mạng. Đến lúc đó, các binh sĩ chiến đoàn Vạn Kiếp mới biết mình đang tham gia cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm. Ông Lâm Văn Phát ra lệnh khai hỏa. Lính nhảy dù chỉ được trang bị carbine M2 gọn nhẹ, không có hỏa lực mạnh nên yêu cầu lính CC bắn mở cửa để họ xông vào. Sau 2 phát khai hỏa, lính CC phá toang 2 cánh cửa sổ trong thành. Bên trong vẫn im lặng, không phản ứng nên lính dù không vào. Ông Vinh Lộc ra lệnh dùng súng cối và đại liên bắn vãi vào trong thành. Bắn được hơn chục phút thì binh lính báo cáo gần hết đạn. Ông Vinh Lộc gọi điện yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu đảo chính tiếp viện đạn. Bộ Tổng Tham mưu cho biết chưa chiếm được kho quân khí nên không có đạn. Ông Vinh Lộc phải điều một chiếc GMC vận tải trở về Bà Rịa lấy. Khi ấy, lính dù được lệnh của Lâm Văn Phát tấn công vào thành Cộng Hòa. Lính dù xin trưng dụng ông S đang thủ khẩu đại liên M18. Bạn của ông S là chuẩn úy Trang Thái Tòng, thủ khẩu SKZ-75 ly, tình nguyện đi thay ông. Khi lính dù nhập thành, ông S không nghe có tiếng súng chiến đấu. Đến 5 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 1963, bộ phận CC mới được lệnh nhập thành. Khi vào, ông S đã thấy một số binh lính thuộc lữ đoàn phòng vệ tổng thống phủ đang bị khống chế ngồi quây quần trong sân. Ông nghe nói có một số binh sĩ phòng vệ đã đào thoát về hướng cầu Thị Nghè qua một lỗ tường thủng. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng, ông S mới thấy binh sĩ thuộc tiểu đoàn 9 sư đoàn 5 do Nguyễn Văn Hiệu làm tư lệnh kéo đến. Tiểu đoàn này do thiếu tá Lê Nguyên Vĩ chỉ huy. Chỉ có vài chiếc thiết giáp đi kèm theo tiểu đoàn 9 đã được lệnh ủi sập cổng thành Cộng Hòa. Ông S khẳng định, lực lượng đánh chiếm thành Cộng Hòa trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963 là chiến đoàn Vạn Kiếp. Mũi chiếm đóng đầu tiên là binh sĩ tiểu đoàn 6 dù chứ không phải lực lượng của ông Thiệu. Binh sĩ của ông Thiệu chỉ xuất hiện sau khi mọi thứ đã ổn định. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử sẽ cùng với các bạn sẽ tìm hiểu một phần một lát cắt của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Thưa các bạn, là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, như một bài hát trong lịch sử giao bang Việt Nam-Trung Quốc có nhiều khúc quanh co gập ghềnh. Và từ sau khi Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt ngót 1.000 năm Bắc thuộc, giành lại nền độc lập cho nước nhà, thì các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần cất quân xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh xâm lược đó trước sau đều bị quân dân Việt Nam đánh bại. Những năm 60 của thế kỷ trước, thất bại trong việc lôi kéo Việt Nam chống Liên Xô và hành động theo ý mình trong đánh Mỹ, Trung Quốc đã trở mặt bắt tay với Mỹ chống phá Việt Nam. Khi nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì sự chống phá của Trung Quốc với Việt Nam càng trở lên rõ ràng. Các bạn thân mến, ngoài việc cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, tạo ra vụ nạn Kiều nhằm phá hoại sự ổn định kinh tế xã hội Việt Nam, thì Trung Quốc còn dung dưỡng cho Khmer Đỏ chống phá Việt Nam từ phía Tây Nam, tạo nên một gọng kìm hòng bóp chết Việt Nam. Thưa các bạn, bất chấp sự chống phá đó, nhân dân Việt Nam vẫn kiên trì con đường độc lập của mình. Không chỉ vậy, bằng đòn phản công vũ bão, chỉ trong vòng một tuần lễ, quân đội Việt Nam cùng với lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã đánh tan hàng chục sư đoàn chủ lực Khmer Đỏ, giải phóng thủ đô Phnom Penh, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Các bạn thân mến, vốn đã sẵn âm mưu tiến công Việt Nam trong tình thế ấy, để cứu nguy cho Khmer Đỏ, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 với cái cớ hết sức nực cười là phản công tự vệ. Thưa các bạn, để thực hiện mục đích đó, tư tưởng chỉ đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc đặt ra cho cuộc chiến tranh là đánh nhanh thắng nhanh, đốt sạch phá sạch với sự tham gia của hai đại quân khu Quảng Tây và Côn Minh. Quân số tổng cộng lên đến 600.000 người cùng với hàng nghìn phương tiện chiến tranh. Các bạn thân mến,
Binh pháp truyền thống của quân đội Trung Quốc đã được nhấn mạnh, đó là việc dùng hai đội quân nhằm tập trung biển người để bao vây đối phương từ hai bên sườn, nhằm tiêu diệt từng bộ phận đối phương bằng những trận đánh hủy diệt theo phương thức đánh nhanh rút gọn. Nguyên tắc chủ đạo khi giao chiến là ngưu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để giết gà, gồm 3 điểm. Tập trung tấn công vào vị trí quan trọng nhưng không phải là điểm mạnh của đối phương, sử dụng lực lượng và hỏa lực áp đảo, tiền pháo hậu xung để đập tan hàng phòng ngự của đối phương tại những điểm mấu chốt. Các đơn vị xung kích phải hết sức nhanh chóng thọc sâu và tấn công trọng địa của phía bên kia. Thưa các bạn, ảo tưởng và sự áp đảo về binh lực, cuối tháng 12 năm 1978, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Túc Dụ báo cáo tại kỳ họp thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ để đánh chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Quả thật, nếu so sánh về tương quan lực lượng hai bên vào thời điểm Trung Quốc phát động chiến tranh ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhiều người Trung Quốc đã ảo tưởng như thế. Thưa các bạn, Trung Quốc đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng 32 sư đoàn, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 60 vạn binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn. Chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 948 máy bay sẵn sàng phía sau. Các bạn thân mến, ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng chục vạn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới để tải đồ, tiếp tế, phục vụ, tải thương, hỗ trợ quân chính quy phục vụ cho chiến dịch. Chỉ riêng tại Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động. Còn về phía Việt Nam, do phần lớn các quân đoàn chính quy đang chiến đấu ở Campuchia, nên phòng thủ ở biên giới Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực là quân khu 1 và quân khu 2 cùng các đơn vị bộ đội địa phương tỉnh, huyện, công an vũ trang, tức biên phòng và dân quân tự vệ. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phía Việt Nam đóng ở biên giới Việt Trung là sư đoàn 3 đóng tại Lạng Sơn và sư đoàn 316A đóng tại Sapa. Ngoài ra còn có các sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ, Lai Châu và các trung đoàn độc lập 141, 147, 148, 197, trung đoàn pháo binh 68, các trung đoàn quân địa phương 95, 121, 192, 254 và 741. Toàn bộ lực lượng phía Việt Nam tham gia phòng thủ biên giới lúc đó có khoảng 70.000 quân. Sau được hai sư đoàn 327 và 337 từ tuyến sau lên Lạng Sơn tiếp viện, riêng quân đoàn 1 vẫn đóng quanh Hà Nội đề phòng Trung Quốc tiến sâu vào trung tâm. Thưa các bạn, vào 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau một trận pháo kích dữ dội vào trận địa phòng ngự của phía Việt Nam, hơn 120.000 quân lính và xe tăng thiết giáp Trung Quốc bắt đầu tiến vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn biên giới. Cánh phía đông có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Nam Ninh với mục tiêu chính là Lạng Sơn. Có hai hướng tiến song song, hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu từ Long Châu đánh vào Đồng Đăng nhằm làm bàn đạp đánh Lạng Sơn. Hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ Tĩnh Tây và Long Châu tiến vào Cao Bằng và Đông Khê. Ngoài ra có quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành vào Móng Cái. Cánh phía Tây có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Mông Tự, có ba hướng tiến công chính. Hướng thứ nhất do các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai. Hướng thứ hai từ Văn Sơn đánh vào Hà Giang. Hướng thứ ba do sư đoàn 42D của quân đoàn 14A dẫn đầu đánh từ Kim Bình vào Lai Châu. Tổng cộng, quân Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam trên 26 điểm trải dài trên toàn tuyến biên giới. Các bạn thân mến, trong ngày đầu của cuộc chiến, với sự áp đảo về binh lực, chiến thuật biển lửa và biển người của Trung Quốc tỏ ra có kết quả, quân Trung Quốc tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam trên dưới 10 km và chiếm được một số thị trấn. Chiến sự ác liệt nhất diễn ra tại các vùng Bát Sát, Mường Khương ở Tây Bắc và Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị, Thông Nông ở Đông Bắc. Tuy nhiên, trước sự kháng cự ngoan cường và sự mưu trí sáng tạo của các lực lượng phòng ngự phía Việt Nam, đà tiến công của quân Trung Quốc nhanh chóng bị khựng lại. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức
sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Các bạn thân mến, trên toàn mặt trận, chiến sự diễn ra ngày càng khốc liệt, trong đó ác liệt nhất phải kể đến trận chiến tại Đồng Đăng, thị trấn nằm sát biên giới Việt Trung trên hướng Lạng Sơn. Đây là trận địa phòng thủ của Trung đoàn 12 Tây Sơn, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Lực lượng Trung Quốc tiến công vào Đồng Đăng là 2 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Mặc dù bị cô lập, không được chi viện, nhưng lực lượng phòng thủ tại đây đã kiên cường chiến đấu đến những người cuối cùng, trụ được cho đến ngày 23 tháng 2. Ngày cuối cùng tại pháo đài Đồng Đăng, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất, quân Trung Quốc đã dùng bộc phá đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lưu đạn, bắn đạn hóa học vào các lỗ thông hơi, làm thiệt mạng hầu hết các thương binh cũng như dân quanh vùng đến đây lánh đạn. Đổi lại, trong trận Đồng Đăng, phía Trung Quốc đã thương vong hơn 2.000 binh lính, trong đó 531 chết. Chiếm được Đồng Đăng, quân Trung Quốc tập trung lực lượng chuẩn bị tiến công Lạng Sơn, một trong những mục tiêu chủ yếu của cuộc chiến, mà nếu chiếm được thì bọn chúng sẽ rộng đường tiến về Hà Nội, với khoảng cách chỉ là 135 km. Để tăng cường khả năng chiến đấu phòng thủ và chuẩn bị phản công, ngày 25 tháng 2, Bộ Chỉ huy tối cao phía Việt Nam quyết định thành lập Quân đoàn 14 thuộc Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Thống nhất Lạng Sơn do Thiếu tướng Hoàng Đan làm tư lệnh, với lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 đang quân từ Quân khu 4 ra, cùng với các đơn vị trực thuộc khác. Thưa các bạn, những ngày tiếp theo, chiến sự vẫn tiếp diễn khốc liệt trên toàn tuyến biên giới, nhưng tập trung ở hướng Lạng Sơn. Trung Quốc đã điều tới đây thêm 2 sư đoàn từ Đồng Đăng và Lộc Bình, phía Đông Nam Lạng Sơn, đồng thời tiếp tục đưa thêm quân mới từ hậu phương thâm nhập Việt Nam để tăng viện. Các bạn thân mến, trận đánh chiếm thị xã Lạng Sơn bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 27 tháng 2. Các sư đoàn 3337 của Việt Nam đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản ứng mãnh liệt trước các đợt tấn công của quân Trung Quốc. Các trận đánh đẫm máu đã xảy ra ở khu vực Khánh Khê, Cốc Chủ, Quán Hồ, các điểm cao 800, 477, 417. Sau một tuần giành giật các điểm cao quanh Lạng Sơn, ngày 2 tháng 3, quân Trung Quốc bắt đầu bao vây thị xã Lạng Sơn và sử dụng 6 sư đoàn tấn công đồng loạt trên nhiều hướng. Chiều ngày 4 tháng 3, một cánh quân Trung Quốc đã vượt sông Kỳ Cùng, chiếm điểm cao 340 và vào tới thị xã Lạng Sơn. Một cánh quân khác của sư đoàn 128 Trung Quốc cũng đã chiếm sân bay Mai Pha, điểm cao 319, điểm cao 391 ở phía tây nam thị xã. Các bạn thân mến, về phía Việt Nam của chúng ta đã điều động các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh, không quân hỗ trợ áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Quân đoàn 14 với các sư đoàn 337, 327, 338 hầu như còn nguyên vẹn đang bố trí quanh thị xã Lạng Sơn. Quân đoàn 2 đang làm nhiệm vụ tại Campuchia cũng được lệnh cơ động gấp toàn bộ lực lượng về nước tập kết phía sau quân đoàn 14. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, nhà nước Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc chống xâm lược. Lo ngại trước sự phản công mãnh liệt của Việt Nam, trưa cùng ngày Trung Quốc tuyên bố bắt đầu rút quân. Như vậy là quân Trung Quốc đã bị cầm chân suốt 16 ngày ở thị xã Lạng Sơn, một thị xã chỉ cách biên giới 15 km và còn cách xa Hà Nội tới 135 km. Trung bình mỗi ngày, quân Trung Quốc chỉ tiến được 0,9 km và chúng đã mất 16 ngày chỉ để tiến được 1 phần 10 quãng đường tới Hà Nội. Và chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội trong một tuần có thể nói chỉ là một giấc mơ ngông cuồng của những kẻ xâm lược. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chương trình nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, mời các bạn đến với kế sách dĩ dật đãi lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288. Các bạn thân mến, dưới sự lãnh đạo của Hưng Đạo Đại Vương và Bộ Thống Soái, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288 của quân và dân nhà Trần giành thắng lợi vang dội, đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của giặc. Chiến thắng là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, kế dĩ dật đãi lao, lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói. Vậy kế sách dĩ dật đãi lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288 được quân dân nhà Trần sử dụng như thế nào?
kênh Văn hóa và Lịch sử sẽ lý giải kế sách trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi quân Nguyên Mông xâm phạm ải Phú Lương, Lạng Sơn, mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ 3, vua Trần Nhân Tông hỏi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn về thế giặc năm nay ra sao. Trần Quốc Tuấn điềm tĩnh trả lời: "Nay nếu nó lại sang thì quân ta đã quen với việc đánh dẹp, mà quân họ lại ngại về đi xa, và lại họ đã cạch sự thất bại của Hằng và Quán, không có lòng chiến đấu nữa, cứ ý thần xem thì tất đánh tan được." Đồng thời khẳng định, năm nay thế giặc dễ đánh. Đây không chỉ là một câu trả lời nhằm an lòng vua của một vị đại thần, mà còn là sự hiến kế, nhận định, đánh giá có cơ sở về tương quan lực lượng giữa ta và địch của một nhà chính trị quân sự kiệt xuất. Các bạn thân mến, luận về đánh quân giặc đi xa, trong Thiên Quân Tranh, Binh Pháp Tôn Tử viết: "Người giỏi dùng binh phải lấy sự mạnh khỏe để đối phó với cái mệt mỏi của đối phương, chuẩn bị đầy đủ binh lực làm cho đối phương khó khăn, nhuệ khí chiến đấu giảm sút, lúc đó mới ra tay, một đòn là hạ được giặc, đó chính là kế dĩ giật đãi lao." Trước hết, tích cực chuẩn bị kháng chiến, bố trí thế trận chống giặc hiểm chắc. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cùng kinh nghiệm phong phú có từ hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thắng lợi trước đó, quân và dân Đại Việt bước vào cuộc kháng chiến lần thứ 3 với thế chủ động và lòng tự tin cao độ. Các bạn thân mến, khi được tin quân Nguyên Mông lăm le xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã gấp rút chuẩn bị mọi mặt kháng chiến. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được nhà vua tin cậy cử làm quốc công tiết chế, đốc thúc kiểm tra việc chuẩn bị kháng chiến của triều đình, chỉ đạo, chỉ huy vương hầu, chư tướng cùng quân và dân cả nước đánh giặc. Vào tháng 7 năm 1286, vua Trần lệnh cho các vương hầu, tôn thất tuyển chọn thêm binh lính, chấn chỉnh lực lượng, luyện tập quân sĩ, gấp rút chế tạo, tu sửa khí giới, chiến thuyền, giao cho các tướng chấn giữ, tiêu hao, tiêu diệt quân giặc ở một số hướng, khu vực hiểm yếu. Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái ở vùng Lạng Sơn, Trần Khánh Dư vùng biển Vân Đồn, Trần Nhật Duật ở vùng Bạch Hạc. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 10 âm lịch năm đó, từ 19 tháng 10 đến 16 tháng 11 năm 1286, một cuộc diễn tập lớn đã được tiến hành nhằm đánh giá khả năng chuẩn bị, sẵn sàng đánh giặc của quân và dân ta. Các bạn thân mến, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ binh lực, lương thảo, việc bố trí thế trận chống giặc cũng được Trần Quốc Tuấn và Bộ Thống soái chú trọng. Do nắm chắc kế hoạch xâm lược của quân Nguyên Mông cũng như thế và lực của quân ta, Trần Quốc Tuấn đã bố trí đại bản doanh và quân chủ lực triều đình ở các khu vực gần biên giới hay trên đường đại quân của giặc có thể tiến về Thăng Long. Để tiện việc cơ động đánh giặc trên cả đường bộ và đường biển, ông đã bố trí một lực lượng thủy binh quan trọng của quân chủ lực triều đình ở khu vực từ Thiên Trường đến Tháp Sơn cùng quân bộ ở Thăng Long và Vạn Kiếp. Để làm chậm bước tiến, sát thương, tiêu hao, tiêu diệt giặc, ông còn bố trí quân triều đình phối hợp với các quân của các lộ, phủ và hương binh, dân binh tại các khu vực rừng núi, sông ngòi hiểm trở. Với việc chuẩn bị kháng chiến khẩn trương, nghiêm túc, bố trí thế trận hiểm, chắc, có thế công, có thế thủ, thế lui, quân và dân nhà Trần đã có mặt tại các nơi hiểm yếu và dự kiến đánh giặc ở một số khu vực cả đường bộ và đường thủy. Thứ hai, tránh cái thế hăng hái lúc ban mai, đánh cái khí tàn lụi lúc chiều tà của giặc. Các bạn thân mến, tiến công xâm lược Đại Việt lần thứ 3, ngoài âm mưu biến nước ta thành quận, huyện, quân Nguyên Mông còn muốn rửa nỗi nhục hai lần thất bại trước đó để chắc thắng. Trước khi xâm lược, vua Nguyên Mông là Hốt Tất Liệt đã căn dặn tướng sĩ: "Không được cho giao chỉ, là nước nhỏ mà coi thường, không được nôn nóng, cay cú." Nhưng ỷ có quân đông, tướng hùng và muốn lập công, Thái tử Thoát Hoan lại tốc chiến, tốc quyết, hòng bắt sống toàn bộ vua tôi nhà Trần. Hiểu giặc sâu sắc, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về lực lượng, thế trận, phương tiện, lương thảo, đặc biệt là niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh tinh thần của dân tộc, Trần Quốc Tuấn đã cùng Bộ Thống soái thực hiện lấy khỏe, chờ mệt, đối phó với quân Nguyên Mông. Để tránh cái thế hăng hái lúc ban mai của giặc, ông chỉ huy
các đội quân chủ lực rút lui an toàn, chỉ để lại một lực lượng nhỏ ngăn chặn, vừa làm giảm tốc độ tiến công, vừa làm cho chúng chủ quan coi thường. Khi giặc tiến công kinh thành Thăng Long, quân triều đình và nhân dân lại tạm thời lui xuống hạ lưu sông Hồng, thực hiện kế thanh dã vườn không nhà trống, không bắt được vua và bộ thống soái, cũng không giao chiến được với quân chủ lực nhà Trần. Trong khi đó, lực lượng lại tổn thất đáng kể trên đường tiến công đã khiến quân giặc mệt mỏi, buộc phải dừng lại củng cố các vùng đã chiếm được. Quân và dân ta tại các nơi giặc chiếm đóng liên tục thực hiện các đợt tiến công nhỏ lẻ, bao vây, chặn giặc để Trần Quốc Tuấn và bộ thống soái có thời gian bố trí thế trận phản công tại các khu vực dự kiến lừa, dụ địch vào để đánh trận quyết định. Điều cốt yếu để đánh được giặc không phải là chỉ dùng sức mạnh để chống mà còn phải dùng thuật để lừa, hoặc dùng cách lừa của ta mà lừa nó, hoặc nhân cách lừa của nó mà lừa nó, lừa bằng tình, lừa bằng lợi, lừa bằng vụng, lừa bằng khôn, và cũng lừa bằng sự lẫn lộn hư thực, lấy sự lừa của nó để làm cho nó bị lừa, nó lừa thì ta biết, để tạo ra bước ngoặt giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh. Các bạn thân mến, không thực hiện được mục đích xâm lược lại bị cô lập, rơi vào tình thế tuyệt vọng vì sợ lương hết, quân mệt, không biết lấy gì để chống đỡ lâu dài nên thoát hoan, vội vàng quyết định rút quân về nước theo hai đường thủy và bộ, hòng phân tán đối phương, hy vọng bảo toàn lực lượng. Nắm bắt chính xác hướng rút quân của địch, Trần Quốc Tuấn đã bố trí đại quân chủ lực tại sông Bạch Đằng để tiêu diệt thủy binh của giặc, đồng thời sử dụng lực lượng khá mạnh cùng với dân binh mai phục trên các ngã đường lên biên giới. Với thế trận hiểm, chắc, khí thế chiến đấu mãnh liệt, chúng ta đã tiến công tiêu diệt toàn bộ đạo thủy quân rút lui trên sông Bạch Đằng và đạo quân rút lui theo đường bộ qua ải Nội Bàng. Việc cùng lúc đánh tan hai đạo quân của giặc trên đường rút chạy là đánh vào cái khí tàn lụi lúc chiều tà, sức chỉ dùng một nửa mà công được gấp đôi. Theo binh pháp Tôn Tử, khi quân giặc rút về nước thì không nên đánh chặn, bao vây quân giặc, nên chừa một chỗ hở, quân giặc đến bước đường cùng thì không nên truy bức. Xong để loại bỏ hoàn toàn ý đồ xâm lược Đại Việt của quân Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn đã vận dụng linh hoạt binh pháp Tôn Tử, đánh trận quyết định trên sông Bạch Đằng. Thứ ba, triệt phá, chặn, cắt các đoàn vận tải tiếp tế lương thảo của giặc. Các bạn thân mến, lương thảo là yếu tố quan trọng bậc nhất bảo đảm sống còn cho đạo quân viễn chinh. Rút kinh nghiệm từ hai lần xâm lược Đại Việt trước, một trong những nguyên nhân thất bại chủ yếu là thiếu lương. Lần này để bảo đảm lương thảo cho khoảng 30 vạn quân, ngoài việc vận chuyển bằng đường bộ, Hốt Tất Liệt còn giao cho Trương Văn Hổ chỉ huy vận chuyển 17 thạch lương bằng đường biển để hộ tống cho đoàn thuyền lương này, đồng thời mở một mũi tiến công bằng đường thủy. Hốt Tất Liệt lệnh cho Ô Mã Nhi, Phan Tiếp đem 500 thuyền chiến từ Khâm Châu tiến vào Đại Việt. Việc cắt đứt mọi nguồn cung cấp tiếp tế lương thảo của giặc là điều cực kỳ quan trọng, nên quân dân nhà Trần đã thực hiện kế thanh dã và triệt phá đoàn lương thảo của chúng. Các bạn thân mến, cuối tháng 11 năm 1287, quân Nguyên Mông bắt đầu xâm lược Đại Việt. Đội quân do Thoát Hoan chỉ huy sau khi đánh chiếm được Vạn Kiếp, ra sức củng cố mọi mặt để tiếp tục đánh chiếm kinh thành. Song nạn thiếu lương thảo lại trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với chúng. Để bảo đảm sức chiến đấu, giặc đã phải cho quân đi cướp lương thảo trong dân. Tuy nhiên, chúng đã gặp cảnh vườn không nhà trống và bị phục kích. Tháng 12 năm 1287, đạo thủy binh do tướng Ô Mã Nhi chỉ huy, hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, xuất phát từ Khâm Châu tiến vào vùng biển Đông Bắc nước ta. Trần Khánh Dư chỉ huy một lực lượng thủy binh chặn đánh, nhưng không thành nên phải lui quân bảo toàn lực lượng và chuẩn bị mưu kế đánh trận tiếp theo. Sau khi phân tích đánh giá tình hình và nhận định Ô Mã Nhi sẽ chủ quan khinh địch, cơ động nhanh về hội quân cùng Thoát Hoan ở Vạn Kiếp, bỏ lại đoàn thuyền lương phía sau, đây là điểm yếu chí tử của chúng. Trước tình thế đó, Trần Khánh Dư thiết lập thế trận mai phục và chỉ huy đội thủy quân tiến công tiêu diệt toàn bộ thuyền lương của giặc. Quân ta bắt được quân lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù binh cũng nhiều, quân giặc vừa thiếu lương thực, vừa bị đau ốm, lại bị quân và dân nhà Trần tiến công khắp nơi, nên khi hay tin đoàn thuyền lương bị tiêu diệt thì toàn bộ tướng sĩ,
tinh thần suy sụp, nhuệ khí chiến đấu giảm sút. Trong khi đó, đại quân nhà Trần lực lượng vẫn bảo toàn, lung lấu ý chí, sẵn sàng phản công, diệt giặc ngoại xâm. Như vậy, với chiến thắng trên vùng biển Vân Đồn, triệt phá đoàn thuyền lương của giặc, quân và dân nhà Trần đã khiến cho giặc vô cùng tuyệt vọng, hoang mang, lo sợ. Đúng như vua Trần Nhân Tông nhận định, quân Nguyên cốt trông cậy vào lương thực và vũ khí, nay đã bị ta cướp được cả rồi, thế của nó không tràn ra được nữa. Vậy nên ta thả những tên bị bắt về báo tin với Thoát Hoan, ắt quân của nó tất ngả lòng, bấy giờ mới dễ phá. Các bạn thân mến, nghệ thuật quân sự lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 của quân và dân nhà Trần là bài học vô cùng quý giá, cần được nghiên cứu và vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Rất vui mừng được gặp lại quý khán giả của kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chuyên mục Nói chuyện Lịch sử ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi của bạn Phong Trần 1988. Bạn có nói rằng là có phải Lê Lợi là vị vua đa nghi tàn sát công thần hay không? Vâng, để hiểu rõ được cái vấn đề này, sau đây kính mời quý khán giả đến với video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có ý kiến cho rằng Lê Lợi, Lê Thái Tổ là một vị vua không đơn giản. Nhà Lê dưới thời ông được dựng lên từ chiến trận với sự đóng góp của các công thần trụ cột, nên ông đã dùng một cách quản lý theo kiểu Chu Nguyên Chương hay Lưu Bang mà ta đã gặp bên Trung Quốc. Mà cách quản lý của Chu Nguyên Chương, vua thiết lập ra nhà Minh đối với công thần như thế nào thì cả người Việt lẫn người Trung thì đều rõ. Tàn sát công thần, những người đã giúp vua lập lên triều đại, tàn sát theo từ điển tiếng Việt là giết người với số lượng lớn. Nhưng nếu có người nói Lê Lợi làm như vậy với những công thần nhà Lê, tức là người đó chưa tìm hiểu kỹ về lịch sử, hiểu lầm về Lê Lợi. Vậy sự thật thì Lê Lợi, vị vua đầu tiên của nhà Lê, hậu Lê như thế nào? Sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Thưa các bạn, sau khi đánh thắng giặc Minh, Lê Lợi thưởng chức cho 93 vị công thần. Và tháng 5 ngày mùng 3, ban biển ngạch công thần cho 93 viên, huyện thưởng hầu, ba người là Lê Vấn, Lê Sát, Lê Văn Xảo, Á Thượng Hầu 1 là Lê Ngân, Hương Thượng Hầu 3 là Lê Lý, Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng. Trong số 93 người này, Lê Lợi mới chỉ trực tiếp giết đúng một người là Phạm Văn Xảo. Về trường hợp Phạm Văn Xảo, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không chép việc này, còn sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn thì khẳng định Phạm Văn Xảo đã liên kết với một tù trưởng dân tộc Thái ở Lai Châu là Đèo Cát Hãn để nổi loạn. Vì thổ tù Đèo Cát Hãn ở Mường Lê thông đồng với Phạm Văn Xảo làm loạn, lại liên kết với nghịch thần nước Ai Lao, tức nước Lào ngày nay, là khai lại xâm lấn Mường Mỗi, vua bèn sai Tư Đồ Lê Sát và quốc vương Tư Tề dẫn quân đánh Mường Lễ, rồi vua lại thân chinh, trích trong Đại Việt Thông Sử trang 113. Sau khi chiến thắng trở về, thì Lê Lợi khẳng định lại điều đó trong tờ chiếu. Năm nay Cát Hãn nổi loạn là do âm mưu của Xảo, tức là Phạm Văn Xảo. Thưa các bạn, mặc dù Lê Quý Đôn khi viết riêng về Phạm Văn Xảo có phần mâu thuẫn khi cho rằng Lê Lợi ở những năm cuối đời hối hận về việc giết Phạm Văn Xảo, nhưng chẳng có căn cứ gì cả. Bài chiếu Lê Lợi viết vào cuối năm 1432, một năm trước khi ông mất, vẫn là Phạm bầy tôi lên lấy tên Hãn, tên Xảo làm răn, trích trong Đại Việt Thông Sử trang 116. Tức là ông vẫn không thay đổi suy nghĩ. Ở câu trên còn có cả Hãn, tức Trần Nguyên Hãn, một công thần khác. Đối với trường hợp Trần Nguyên Hãn, dù câu nói trên có nói tới Trần Nguyên Hãn có tội, nhưng thực tế Lê Lợi mới chỉ dừng ở việc triệu tập Trần Nguyên Hãn về hỏi tội vì nghi ngờ mưu phản, chứ chưa xét xử. Và những nghi ngờ của vua Lê Lợi hoàn toàn có cơ sở. Trần Nguyên Hãn vốn là con cháu của Tư Đồ Trần Nguyên Đán, một quý tộc nhà Trần ở triều đại trước. Nỗi lo quý tộc triều đại trước khôi phục lại quyền lực là nỗi lo chính đáng, nhưng Nguyên Trãi cũng là dòng họ của Trần Nguyên Đán. Vậy tại sao không bị Lê Lợi nghi ngờ? Đó bởi vì dù Nguyên Hãn đã xin về hưu sớm nhưng ông vẫn làm nhiều việc mờ án. Ông Hãn về làm nhiều nhà cửa xây bằng gạch hoa, đóng thuyền chở binh khí,
trích trong Đại Việt Thông Sử trang 234. Hãn xây dựng phủ đệ đóng thuyền không gìn giữ hình tích, trích trong Khâm Định Việt Sử Thông Gián cương mục trang 401. Những việc này khiến nhiều người nghi ngờ và tố cáo với vua. Lê Lợi mới chỉ sai người đến bắt về hỏi tội, ông đã tự tử đó, và đó là năm 1429. Và đến năm 1432, sau khi dẹp loạn ở Lai Châu, Lê Lợi khẳng định Trần Nguyên Hoãn có liên quan đến cuộc nổi loạn ở năm 1430. Chấm xét kẻ loạn thần tặc tử thì ai ai cũng muốn giết chết. Năm ngoái, Khắc Triệu ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích thị là do thằng Hãn, tức Trần Nguyên Hãn âm mưu, trích trong Đại Việt Thông Sử trang 118, tức là Nguyên Hãn âm mưu từ trước. Như vậy, trong 6 năm Lê Lợi cai trị, thực tế chỉ có một công thần bị xử tử là Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn thì ở mức nghi ngờ, còn một công thần khác là Nguyễn Trích bị Lê Lợi cách chức, đến thời vua sau được phục chức, không rõ là tội trạng gì. Đối với Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo, sự sử liệu thời sau còn mâu thuẫn về việc liệu hai người có oan hay không, nhưng quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ có ba người đó. Còn 90 công thần kia thì vẫn béo tốt sống khỏe. Dẫu sau này có nhiều người bị giết, nhưng những người này tự tranh quyền lực, tự giết lẫn nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến Lê Lợi. Vì lúc ấy ông mất rồi, người chết sao giết được người sống. Và chúng ta đến với luận điểm Lê Lợi không đa nghi. Thưa các bạn, nếu Lê Lợi thực sự đa nghi thì ông đã chẳng trọng dụng Nguyễn Trãi, một người dòng dõi nhà Trần, tức là cháu ngoại của Trần Nguyên Đán, cho ông làm tận chức nhập nội hành khiển, đứng đầu quan văn. Trong khi ở triều đại trước, Trần Thủ Độ lại chủ trương nhổ cỏ tận gốc, giết rất nhiều tôn thất nhà Lý, bắt đổi sang họ Nguyễn và không cho nắm giữ quyền lực. Lê Lợi cũng trọng dụng cả những người từng làm quan cho nhà Minh. Những bậc hào kiệt trong thiên hạ vì sót lọt chìm nghỉm không ai tiến cử, hoặc có kẻ thù hằn chèn ép mà bị che đậy dập vùi, không bởi đâu ló mình ra được. Vậy ai nấy đều được phép đến chỗ thiếu phó Lê Văn Linh để xét rõ sự thực rồi tâu lên để bổ dụng, chứ không câu nệ là ngụy quan, là nhân sĩ hay thứ dân, miễn chỉ chuộng lấy người có tài có đức, trích trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám cương mục trang 403. Kết luận, thưa các bạn, với một người bị cách chức, một người bị tự tử và một người bị xử tử, trên tổng số 93 công thần thời Lê, với việc tin dùng người có dòng dõi của triều đại trước thì thật là vô lý để nói Lê Lợi đa nghi, tàn sát công thần giống như Chu Nguyên Chương. Và để tiếp tục video ngày hôm nay, kênh Văn hóa và Lịch sử kính mời các bạn đến với một công thần khác trong khởi nghĩa Lam Sơn mà ít được người đời nhắc đến. Ông chính là Nguyễn Tuấn Thiện, hay được gọi với tên khác là Lê Thiện. Nguyễn Tuấn Thiện, tức Lê Thiện, là thủ lĩnh của đội quân Cốc Sơn, danh tiếng lẫy lừng tại Hà Tĩnh. Trong thời kỳ đấu tranh chống quân Minh có nhiều công lao nhưng lại bị lãng quên. Chàng nông dân nuôi chí lớn. Thưa các bạn, Nguyễn Tuấn Thiện là một vị võ tướng và là khai quốc công thần dưới triều Lê Sơ. Ông sinh và lớn lên ở xứ Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc, ông được vua ban cho họ Lê, và nên người đời thường gọi ông là Lê Thiện. Vốn xuất thân trong một gia đình nghèo làm nông nghiệp, từ nhỏ ông đã mồ côi cha, nhưng công việc trong nhà cũng sớm phải gánh vác, nên tỏ rõ là một người chín chắn, trưởng thành hơn cả. Lớn lên trong cảnh đất nước bị xâm lăng, quê hương bị giặc thống trị, Nguyễn Tuấn Thiện đã sớm nuôi chí diệt thù, cứu dân, cứu nước. Ông tự đứng dậy tập hợp một số bạn bè, người thân cùng chung chí hướng ở quê nhà, sớm chiều tập luyện võ nghệ, thành lập một đội quân với mục đích để bảo vệ xóm làng trước sự cướp phá của giặc Minh. Đội quân Cốc Sơn do Nguyễn Tuấn Thiện làm thủ lĩnh đã làm chủ được toàn bộ Hương Sơn, gây được sức ảnh hưởng lớn ở Hà Tĩnh lúc bấy giờ. Giai thoại giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề kết nghĩa cùng Lê Lợi. Thưa các bạn, khi nghĩa quân do Lê Lợi đứng đầu tiến vào vùng đất Hương Sơn, Nguyễn Tuấn Thiện đã huy động nhân dân khắp vùng tham gia cùng với nghĩa quân của Lê Lợi. Sau đó, Nguyễn Tuấn Thiện cùng với Lê Lợi giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề kết nghĩa anh em dưới gốc cây thị ở xóm Lậy, xã Sơn Phúc, quyết cùng nhau chống lại kẻ thù xâm lược. Từ đó,
quân Cốc Sơn đã trở thành một bộ phận của nghĩa quân Lam Sơn. Cũng từ đó mà người dân địa phương về sau vẫn lưu truyền câu thơ nói về giai thoại lịch sử này. Cắt tóc giết ngựa trắng, dưới gốc thị thề nguyện, nguyện đồng tâm đồng chí phá giặc xây cơ đồ. Thưa các bạn, trải qua 10 năm chống quân Minh xâm lược, Nguyễn Tuấn Thiện cùng với các tướng lĩnh khác như Đinh Liệt, Trịnh Khả, Lê Sát, Nguyễn Xí đã chỉ huy nhiều trận đánh ác liệt. Ông được phong làm đô tổng quản phó nguyên soái. Với tài thao lược và lòng dũng cảm, Nguyễn Tuấn Thiện đã góp sức mình cùng với Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh Lam Sơn hoàn thành sứ mạng vẻ vang quét sạch quân thù, đem lại nền độc lập cho đất nước. Sau khi quân xâm lược nhà Minh được quét sạch ra khỏi đất nước, năm Thuận Thiên thứ nhất, tức là năm 1428, Nguyễn Tuấn Thiện được liệt vào hàng khai quốc công thần và được phong làm Tĩnh Nạn Tuyên Lực Trung Liệt Minh Nghĩa Khai Quốc Công Thần Đô Tổng Quản Phó Nguyên Soái Trung Lãng Đại Phụ Tá Phụng Thánh Vệ Đại Cức Tức Tướng Quân, tức Đại Trí Tự, và được vua ban bố quốc tính họ Lê. Chính sử lãng quên, nhân dân đời đời ghi nhớ. Thưa các bạn, dù là khai quốc công thần nhà hậu Lê có nhiều công lao to lớn trong việc giành lại độc lập dân tộc, thế nhưng tên tuổi của dũng tướng Lê Thiện lại hầu như vắng bóng trong các trang chính sử nước nhà. Tuy tên tuổi của ông bị chính sử lãng quên, nhưng nhân dân vẫn mãi mãi nhớ đến công lao của vị tướng tài Lê Thiện trong việc giành lại độc lập cho dân tộc. Trải qua năm thế kỷ, mộ ông vẫn được bảo vệ nguyên trạng trên Kim Quy Sơn, được con cháu trong họ và nhân dân địa phương gìn giữ, tôn tạo và hương khói thường niên. Nguyễn Tuấn Thiện là người con ưu tú của dân tộc, tiêu biểu cho truyền thống yêu quê hương, đất nước, đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, đem lại thái bình cho Tổ quốc. Các bạn thân mến, có thể nói rằng Lê Thiện là một vị tướng không chỉ tài giỏi về mặt cầm quân trên chiến trường, mà còn là một người khá nhạy bén với thời cuộc, ra đi từ một chàng nông dân áo vải bình dị và cuối đời an nhàn trốn quê hương, không bon chen với đời, không ham phú quý, địa vị tiền tài, biết tiến biết lùi đúng lúc, ấy mới là bậc anh hùng đáng ngưỡng mộ. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Trong chuyên mục Nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, kính mời quý khán thính giả đến với chủ đề, đó chính là nhân tài đất Việt đỗ đầu bảng vàng làm tể tướng nhà Đường là ai? Các bạn thân mến, theo gia phả của chi tộc họ Khương ở Yên Định Thanh Hóa, thì dòng họ Khương nổi lên từ thời của Khương Thần Dực. Bấy giờ ông được bổ nhiệm làm thứ sử vùng Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay. Con của Khương Thần Dực là Khương Văn Dĩnh. Con của Khương Thần Dực là Khương Văn Đĩnh, làm quan đến huyện thừa tiến sĩ. Ông sinh được hai người con trai là Khương Công Phụ và Khương Công Phục, cả hai anh em đều rất kháu khỉnh, tài không đợi tuổi. Các bạn thân mến, hai anh em Công Phụ và Công Phục từ nhỏ đã thể hiện thiên tư tuyệt vời, nên ông Khương Văn Đĩnh rất vui mừng tìm thầy giỏi cho hai con. Trong hai anh em thì người anh Khương Công Phụ có sức học khiến thầy phải kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã thông tỏ tứ thư ngũ kinh, ý nghĩa thâm sâu trong kinh thư kinh lễ cũng được cậu diễn giải thông suốt. Tiếng tăm về sức học của Công Phụ khiến người dân quanh vùng đều biết, thậm chí các quan nhà Đường ở quận Cửu Chân đều nể phục cậu bé. Thưa các bạn, sau khi học thành tài, hai anh em Công Phụ và Công Phục tham gia kỳ thi quận. Năm ấy chỉ có 8 sĩ tử đứng đầu An Nam, tên gọi dành cho nước Việt dưới thời nhà Đường, mới được sang Trường An, kinh đô của nhà Đường để thi tiếp. Qua các kỳ thi khảo hạch, bất kể là câu hỏi thuộc chủ đề nào, anh em Công Phụ và Công Phục đều làm bài trôi chảy, lời văn mạch lạc khúc chiết, diễn giải thâm sâu, khiến chốn quan trường tại An Nam vô cùng kinh ngạc. Kết quả, Khương Phụ đứng đầu trong 8 sĩ tử và cùng em mình được chọn đến dự thi khoa tiến sĩ ở Trường An vào năm 758. Chinh phục Trường An,
Các bạn thân mến, Trường An, kinh đô nhà Đường là một trong những nơi văn minh bậc nhất thế giới ở thời điểm đó. Giữa phố phường tấp nập xe ngựa, các sĩ tử Trung Hoa mang dáng vẻ cao ngạo khi tiếp xúc với các sĩ tử từ phương xa tới. Thông thường các giám khảo cũng có xu hướng đánh giá các sĩ tử phương Bắc cao hơn. Thế nhưng, trong khoa thi năm 758, Khương Công Phụ với tài năng thông tuệ của mình đã vượt qua các kỳ thi sát hạch khó khăn nhất. Trí tuệ của Công Phụ đã chinh phục ngay cả những giám khảo khó tính nhất, khiến tất cả đều kinh ngạc. Bài thi Đối trực ngôn cực gián của Công Phụ xuất sắc đến nỗi tất cả các giám khảo đều phải thừa nhận và khâm phục thí sinh xứ An Nam. Kết quả, hai anh em Công Phụ, Công Phục cùng đậu tiến sĩ, đặc biệt Khương Công Phụ đã vượt lên hàng ngàn sĩ tử đứng đầu bảng vàng, đoạt lấy khôi nguyên tiến sĩ cả nước Đại Đường. Giai đoạn làm tể tướng Trung Hoa. Thưa các bạn, ngay sau kỳ thi, Khương Công Phụ được Hoàng đế Đường Túc Tông phong quan chức hiệu Thư Lang, còn người em là Khương Công Phục làm Lang Trung Bộ Lễ, rồi Bắc Bộ Thị Lang. Với phẩm cách hơn người, Công Phụ đã có nhiều chính sách và công lao lớn, khiến Hoàng đế tin tưởng phong chức làm Tả Thập Di, chuyên việc giám sát công việc các quan trong triều. Mỗi khi yết triều, Khương Công Phụ đối đáp trôi chảy, mạch lạc, ứng xử thông minh, diễn giải mọi việc thâm sâu, khiến các quan trong triều đều khâm phục. Vì thế, ông được mời vào Viện Hàn Lâm làm Hàn Lâm học sĩ, kiêm chức Kinh Triệu Hộ Tào Tham Quân. Năm 783, nhà Đường có biến, quân Kinh Nguyên tấn công vào thành Trường An, khiến Đường Đức Tông phải rời khỏi kinh thành, sau lại có thêm Chu Thử làm phản tự xưng đế. Khương Công Phụ năm ấy đã 50 tuổi, theo Hoàng đế nhiều lần can gián lập công lớn. Đức Tông khi nhìn lại sự việc thấy các lời can gián và tiên đoán của Khương Công Phụ đều chính xác cả, cảm thấy nuối tiếc vì bản thân mình nhiều lần không nghe lời Công Phụ. Từ đó, Hoàng đế tin tưởng phong cho Công Phụ làm gián nghị đại phu, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, chính là hàm tể tướng. Về công lao, can gián Hoàng đế trong cuộc phiến loạn này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép như sau. Khương Công Phụ từng xin giết Chu Thử, vua Đường không nghe. Khi bao lâu, kinh sư có loạn, vua Đường từ cửa thượng uyển đi ra. Công Phụ giữ ngựa lại can rằng, Chu Thử từng làm tướng ở đất Kinh, đất Nguyên, được lòng quân lính vì Chu Thao làm phản nên bị vua cất bất binh quyền. Ngày thường vẫn uất ức, xin cho bắt đem đi theo, chớ để cho bọn hung ác đón được. Vua Đường đương lúc vội vàng không kịp nghe, trên đường đi lại muốn dừng lại ở Phượng Tường để nương nhờ Trương Giật. Công Phụ can rằng, Giật tuy là bề tôi đáng tin cậy, nhưng là quan văn, quân đột kỵ ở Ngư Dương do ông ta quản lĩnh đều là bộ khúc của Chu Thử. Nếu Thử thẳng tiến đến Kinh Nguyên làm loạn, thì ở nơi ấy không phải kế vẹn toàn. Vua Đường bèn đi sang Phụng Thiên, có người báo tin Thử làm phản, xin vua Đường phòng bị. Vua Đường nghe lời Lư Kỷ xuống chiếu cho quân các đạo đóng cách xa thành một xá, muốn đợi Thử đến đón. Công Phụ nói, bậc vương giả không nghiêm việc vũ, bị thì lấy gì để oai linh được trọng. Nay cấm binh đã ít người, mà quân lính người ngựa đều ở bên ngoài, thần lấy làm nguy cho bệ hạ lắm. Vua Đường khen là phải, cho gọi hết vào trong thành. Quân của Thử quả nhiên kéo đến, đúng như lời của Công Phụ. Vua Đường bèn thăng cho phụ làm gián nghị đại phu, đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Thưa các bạn, một người của xứ An Nam lại làm tể tướng đứng đầu cả một triều đình phương Bắc chỉ dưới hoàng đế. Đây quả là một sự kiện có 102 trong lịch sử. Người Việt có thể tự hào khi có một hậu duệ nhà Trần trở thành hoàng đế Trung Hoa và cũng có thể tự hào về một hiền nhân làm quan tể tướng đầu triều thời nhà Đường. Trực ngôn can gián. Thưa các bạn, năm 784, công chúa Đường An chẳng may chết yểu, quá thương con. Hoàng đế ra lệnh xuất tiền công khố để xây tháp vô cùng nguy nga lộng lẫy. Thế nhưng tể tướng Khương Công Phụ lại thẳng thắn can gián. Đang lúc thương tiếc con, lại phải nghe lời trái tai của Công Phụ, hoàng đế đã tức giận giáng chức ông xuống làm Tả Thứ Tử, chức quan dưới quyền thái tử. Công việc là coi sổ sách cho thái tử trong cung, nhưng vì mẹ mất nên ông được giải chức về chịu tang.
sách An Nam Chí Lược có ghi chép chuyện can gián của Khương Công Phụ như sau. Công Phụ can rằng Sơn Nam không phải là nơi ở lâu dài và lại nên tiết kiệm để giúp vào khoản cần cấp của việc quân. Vua bảo Lục Chí rằng Công Phụ muốn chỉ trích lỗi lầm của trẫm để cầu danh mà thôi. Lục Chí tâu rằng Công Phụ làm quan gián nghị, giữ chức tể tướng, bày điều phải, sửa điều trái chính là bổn phận. Đặt ra phụ thần ở tả hữu để sớm tối nghe lời can ngăn, thấy cơ nguy thì giúp đỡ ngay, ấy việc của phụ thần là như thế. Vua nói không phải, vua bèn đổi Công Phụ làm thái tử tả thứ tử. Năm Quý Dậu 793, Khương Công Phụ bị sai đi biệt giá ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Ông sống ở đây 14 năm, tự làm nhà dưới chân núi Cửu Nhật Sơn thuộc huyện Nam Yên, kết bạn với một vị quan ở ẩn khác là Tần Hệ. Hai người có cảnh ngộ giống nhau, ngày ngày đi dạo ngắm núi ngắm sông, ngâm thơ sướng họa. Năm 805, vua Đường Thuận Tông lên ngôi, bãi bỏ các chính sách hủ bại thời Đường Đức Tông, phế truất tham quan, hạn chế quyền lực hoạn quan. Vua Đường Thuận Tông trọng dụng nhân tài, vì thế mà Khương Công Phụ lại được vời ra làm quan. Thế nhưng do tuổi cao nên chưa kịp nhậm chức thì ông đã mất năm 805, thọ 73 tuổi. Vì xa vợ con, xa gia đình nên Công Phụ đã được người bạn thân là Tần Hệ chôn cất ở núi Cửu Nhật Sơn. Tưởng nhớ, các bạn thân mến, khi Khương Công Phụ ở Tuyền Châu, người dân địa phương đã tự nguyện xây hai ngôi đình ở bên ngoài về phía đông của Châu Thành để kỷ niệm nơi ông cùng quan thứ sử Tuyền Châu từng đến dạo chơi. Về sau, người dân còn xây một ngôi đền thờ Khương Công Phụ và Tần Hệ tại sườn phía tây núi Cửu Nhật Sơn và đặt tên cho chóp núi cao là Khương Tướng Phong để kỷ niệm nơi Công Phụ đến ở ẩn. Bên chóp núi Khương Tướng Phong có Khương Tướng Mộ, hiện nay mộ phần vẫn còn, còn có cả bia ghi lại kỳ tích của Khương Công Phụ bằng chữ Hán. Ngày nay ở Thanh Hóa, dòng họ Khương có lập đền thờ Khương Công Phụ tại vị trí ngay trên nền nhà cũ của ông ở làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 10 tháng 3 hàng năm, lễ dỗ Khương Công Phụ được tổ chức ở xã Định Thành với sự tham gia của đông đủ con cháu họ Khương, người dân trong làng cùng người dân ở nhiều nơi khác. Tại đây, lớp lớp con cháu lại được nghe kể về kỳ tích của ông. Xin nhiệt liệt chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục nói chuyện lịch sử của kênh Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Và trong chuyên mục nói chuyện lịch sử ngày hôm nay, kính mời khán giả đến với một câu hỏi của bạn Hoàng Trần 2001. Bạn có hỏi ban biên tập chương trình là muốn nói chuyện về điệp viên Hai Mang Phạm Chuyên. Sau đây để hiểu rõ hơn về điệp viên Hai Mang Phạm Chuyên thì mời quý khán giả cùng đến video sau đây. Các bạn thân mến, trong kháng chiến chống Mỹ có một cuộc đấu trí giữa tình báo Sài Gòn với ngành phản gián của ta xoay quanh điệp viên Phạm Chuyên. Trong cuộc đấu trí này, CIA và tình báo Sài Gòn đã bị ta dắt mũi suốt 10 năm trời. Phạm Chuyên là điệp viên đơn tuyến đầu tiên của CIA và phòng 45 đặc ủy tình báo phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa tuyển mộ để đưa ra miền Bắc làm vùng. Vậy cuộc đấu trí giữa ta và địch như thế nào xoay quanh điệp viên Phạm Chuyên? Sau đây kính mời độc giả cùng đến với kênh Văn hóa và Lịch sử tìm hiểu cái vấn đề này. Các bạn thân mến, đầu thập kỷ 1960, phòng thủ liên lạc phủ Tổng thống giao trách nhiệm cho Trung úy Nguyễn Văn Tiên, tên mật danh là Flancoat, phái một điệp viên đơn tuyến xâm nhập miền Bắc. Flancoat tìm được một người thích hợp là Phạm Chuyên, nguyên là đảng viên bị biến chất quê ở Quảng Ninh. Chuyên bị vợ bỏ nên anh ta di cư vào Nam. Thoạt đầu Chuyên từ chối, mặc dù Trung tá Lê Quang Tung đã cho đàn em theo dõi, dụ dỗ suốt nửa năm trời. Trung úy Tiên buộc phải cộng tác với một nhân viên CIA là Edward Regan tìm cách thuyết phục Chuyên. Sau hơn 6 tháng, CIA trổ tài Phạm Chuyên nhận lời, anh ta được đưa ra Nha Trang để làm kỳ trắc nghiệm tâm lý. Chuyên đạt được điểm xuất sắc trong kỳ trắc nghiệm.
Sau đó, Chuyên còn phải trải qua 2 kỳ khảo nghiệm nữa. Tiếp theo, CIA huấn luyện cho Chuyên 6 tháng nữa về kỹ năng truyền tin. CIA và tình báo Sài Gòn lập kế hoạch cho Chuyên trở về Quảng Ninh là quê Chuyên để nắm vùng. Nhiệm vụ của điệp viên này không chỉ là thu thập tin tức mà còn tạo cơ sở để đưa các điệp viên khác ra trong thời gian sau. Để phục vụ cho việc đưa Chuyên ra miền Bắc, phòng 45 phái một điệp viên táo bạo bơi qua sông Bến Hải sang bờ Bắc để thám thính. Mặc dù điệp viên này trở về với chỉ một ít thông tin về đường đi nước bước của hệ thống an ninh miền Bắc, điều đó cũng làm cho cả phòng 45 và bộ phận CIA ở Sài Gòn hứng khởi. Họ quyết định cho Phạm Chuyên ra Đà Nẵng để chuẩn bị từ đó xâm nhập vào miền Bắc bằng đường biển. Từ đây, mật danh của Chuyên là ARES, nghĩa là động mạch, kênh cung cấp quan trọng. Phi vụ ARES cũng là phi vụ mở đầu trong kỳ vọng làm suy yếu và rối loạn hậu phương miền Bắc Việt Nam của CIA. Đầu tháng 4 năm 1961, Chuyên lên chiếc tàu Nautilus 1 rời Đà Nẵng về hướng Bắc. Không may gặp thời tiết xấu nên chiếc tàu lại phải quay về. Vài hôm sau, thời tiết tốt lên, Chuyên lại lên đường. Chuyến này, chiếc Nautilus 1 đã đưa Chuyên xâm nhập vào vùng biển Quảng Ninh thành công. Chuyên lên bờ giấu đồ đạc rồi lẻn về làng cũ. Anh ta cố thuyết phục người em trai là Phạm Độ với vẻ miễn cưỡng. Độ theo Chuyên ra bờ biển đào 2 chiếc máy truyền tin lên, đem về nhà đào hố chôn ngay trong buồng. Sau đó ít ngày, Chuyên lẩn trốn trong một cánh rừng gần bãi biển và bắt đầu gửi bức điện đầu tiên về trung tâm. Nhằm tránh các làn sóng giao thoa, Phạm Chuyên đánh tín hiệu từ bờ biển miền Bắc vượt đại dương đến trạm bớt cảng Subic của Philippines. Từ đó, bức mật điện chuyển tiếp đến cơ quan CIA tại Sài Gòn. Các bạn thân mến, khi nhận được cái bức điện mật, thì Robert Kennedy, một nhân viên CIA, tay cua cua bức điện mật bước vào phòng 45, không giấu nổi sự vui mừng khôn xiết. Ông ta nói lớn, thành công rồi. Một bản sao bức điện của Phạm Chuyên được trình báo lên Tổng thống Ngô Đình Diệm và sau này Chuyên còn gửi thêm 20 bản báo cáo nữa trong một thời gian rất ngắn. Nhưng rồi trong gần 2 tháng sau đó, phòng 45 mất liên lạc với Phạm Chuyên. Mọi lo lắng, hồi hộp đều vô ích vì đường liên lạc duy nhất qua vô tuyến điện đã đứt. Họ cũng chẳng còn cách nào là ngồi chờ. Thế rồi 9 giờ sáng ngày 8 tháng 8 năm 1961, sau 2 tháng mất liên lạc, Sài Gòn lại nhận được mật điện của Phạm Chuyên. Điệp viên này cắt nghĩa về sự im lặng của mình trong thời gian qua rằng mẹ và em gái anh ta không đủ tiền nộp thuế nông nghiệp, do đó anh ta phải tạm lánh lên Hà Nội. Cũng trong bức điện này, Chuyên yêu cầu tiếp tế cho anh ta. Sài Gòn không còn cách gì hơn đành tạm tin những gì Chuyên nói và chấp nhận tiếp tế cho anh ta. Các bạn thân mến, đến ngày 12 tháng 1 năm 1962, chiếc Nautilus 1 lại rời Sài Gòn đem đồ tiếp tế cho Chuyên. Tàu đến Vịnh Hạ Long mà không gặp bất cứ một sự cản trở nào một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng đột nhiên mất liên lạc một cách đáng ngạc nhiên với Sài Gòn. Phạm Chuyên cũng đột ngột mất liên lạc với Sài Gòn một cách bí ẩn. Phòng 45 bắt đầu lo lắng cho số phận chiếc Nautilus 1 cùng với số thủy thủ đoàn xen vào đó là cả sự nghi hoặc về việc điệp viên Avret. Sau nhiều ngày im bặt, phòng 45 đã cho đóng chiếc tàu khác lấy tên là Nautilus 2. Ngày 11 tháng 4 năm 1962, chiếc Nautilus 2 lại lên đường ra Bắc tiếp tế cho Chuyên. 14 thủy thủ dùng thuyền cao su chở theo đồ tiếp tế gồm 7 hòm sắt và 23 thùng cát tông được bọc kín bằng ni lông. 6 thủy thủ chèo thuyền đến một đảo nhỏ trong Vịnh Hạ Long, chất hàng lên đảo rồi chặt cây đậy lại. Khi chiếc Nautilus 2 về đến Đà Nẵng an toàn, phòng 45 mở tiệc ăn mừng sự thành công của chuyến tiếp tế đầu tiên cho điệp viên Avret.
Ngày 2 tháng 5 năm 1962, họ gửi tín hiệu chỉ điểm nơi giấu hàng cho Chuyên và ít lâu sau, Chuyên điện báo đã nhận được đồ tiếp tế, kể cả máy truyền tin cũng cùng với máy ảnh 35mm. Thưa các bạn, đến ngày 4 tháng 4, Phạm Chuyên bơi một chiếc thuyền nhỏ từ tàu lau tí lơn bột vào bờ. Những sĩ quan tình báo Sài Gòn tin rằng cần phải chờ một vài tuần cho Chuyên ổn định vỏ bọc. Nhưng họ không biết rằng ngày 19 tháng 4 có vài ngư dân đã phát hiện ra chiếc thuyền mà Chuyên dùng để bơi từ tàu lau tí lớt một vào bờ. Công an liền vào cuộc điều tra ai là chủ nhân chiếc thuyền tại làng nhỏ bé quê Chuyên. Không có ai nhận là chủ nhân. Cuộc điều tra mở rộng ra toàn bộ bãi biển. Trưởng ty công an Quảng Ninh nghi ngờ có biệt kích xâm nhập nên thảo ngay một cái kế hoạch khám xét khu vực làng chài, đặc biệt đối với những gia đình có người di cư vào Nam hoặc từng có thân nhân làm việc cho Pháp trước đây. Đúng thời gian đó, một cụ già báo cho công an Quảng Ninh rằng có người lạ tìm cách giấu mặt đang sống ở một căn lều gần bãi biển. Cụ già còn cung cấp thêm có người trong làng chài khoe một cây viết bít vật ít thấy ở miền Bắc khi đó. Với những thông tin thu thập được, công an theo dõi căn nhà của gia đình Phạm Chuyên. Ngày 11 tháng 6, công an Quảng Ninh bắt giữ Phạm Độ trong khi anh ta đem đồ tiếp tế vào rừng cho Chuyên. Ngày 17 tháng 6 thì Chuyên bị bắt cùng với máy truyền tin và bản mật mã. Trước sự việc bắt được tên gián điệp Phạm Chuyên, ta có hai lựa chọn. Hoặc là công bố và đưa ra xét xử Phạm Chuyên, hoặc là khống chế và sử dụng hắn để tương kế tựu kế với địch. Cuối cùng ta chọn cách thứ hai. Tuy nhiên, Phạm Chuyên lại là một kẻ ngoan cố. Thưa các bạn, trong hồ sơ an ninh của ta thì Phạm Chuyên sinh năm 1922 tại Tiền An, Yên Hưng, Quảng Ninh, từng hoạt động trong Thanh niên Cứu Quốc và một số tổ chức đoàn thể. Năm 1947 bị Pháp bắt giam 3 tháng rồi về nhà dạy học và liên lạc với cách mạng, tiếp tục thoát ly công tác. Từ năm 1948 đến năm 1957, Chuyên tham gia nhiều công tác khác, nhưng bản tính tự cao tự đại nên hay vi phạm đạo đức và làm mất đoàn kết nội bộ. Sau khi bố Chuyên tự tử vì nghi oan, Chuyên bất mãn trở về địa phương và tháng 6 năm 1959 thì trốn vào Nam. Qua lời khai của Chuyên, ta còn biết được rằng trước khi được đào tạo trở thành điệp viên, Chuyên đã nhiều lần được cơ quan đặc biệt Mỹ Sài Gòn đưa đi dự các cuộc meeting để phát biểu đả kích chế độ miền Bắc và tuyên truyền cho chúng. Là người khá thông minh, lại từng tham gia nhiều công tác cách mạng, Chuyên không chỉ ngoan cố mà còn có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan điều tra. Để đấu tranh với Chuyên, Bộ Công an đã thành lập chuyên án mang bí danh BK63 nhằm khai thác Chuyên để đấu tranh với địch. Thưa các bạn, trong cái cuốn giải mã hồ sơ bí mật của nhà xuất bản Lao Động cho biết chi tiết, thực hiện lệnh của Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Tài, Cục trưởng Cục K61 đã trực tiếp về Quảng Ninh chỉ đạo quá trình xét hỏi, thuyết phục Chuyên tự nguyện cộng tác để chuộc tội. Căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu đấu tranh, Bộ quyết định lập chuyên án đặt bí danh là BK63, sử dụng Chuyên để bí mật chiến đấu với trung tâm của địch. Sau gần 2 tháng đấu tranh, cuối cùng Phạm Chuyên đã đầu hàng, chịu chấp nhận hợp tác với ta và đánh về Sài Gòn bức mật điện đầu tiên kể từ khi bị bắt. Điều đó cũng lý giải vì sao sau 2 tháng Sài Gòn không nhận được liên lạc được với Chuyên. Và lần gửi điện này đã mở ra một chiến dịch đấu trí 10 năm liên tục giữa ngành phản gián của ta với CIA và tình báo Sài Gòn. Theo thống kê của lực lượng an ninh ta, trong quãng thời gian đó chúng ta đã lợi dụng Phạm Chuyên để dụ quân Mỹ phải bộc lộ các điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc là thuyền viên của nước thứ ba cập cảng Sài Gòn và những đầu mối gián điệp chúng cài lại ở Sài Gòn, Quảng Ninh. Ta cũng đã dụ đối phương tiếp tế cho Phạm Chuyên 6 lần bằng cả đường biển và đường không, thu được nhiều phương tiện hoạt động gián điệp, vũ khí, thuốc men và tiền vàng. Quan trọng hơn, qua Phạm Chuyên ta đã câu nhử và bắt được nhiều toán gián điệp khác của Sài Gòn xâm nhập vào Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang nhằm đối phó với Phạm Chuyên, nhằm phối hợp với Phạm Chuyên. Đối với các toán bị bắt ở Bắc Giang, ta đã mở chuyên án Đại Bàng
Còn Toán bị bắt ở Hà Giang, ta mở chuyên án Rồng Đỏ để đấu tranh song song với BK63. Thưa các bạn, sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 thì tình báo Sài Gòn có ý rút Phạm Chuyên cùng các điệp viên trong Đại Bàng và Rồng Đỏ về Sài Gòn để củng cố. Lãnh đạo Bộ Công an tổng kết quá trình đấu tranh, thấy được những nhiệm vụ cơ bản đã đạt được, quyết định cho kết thúc chuyên án. Ba chuyên án kết thúc theo ba hình thức: chuyên án Đại Bàng ở Bắc Giang, ta cho báo cáo về trung tâm vì rừng núi bao la, đường xa không thể rút bằng đường bộ, nên cả Toán đề nghị giải tán nương nhờ cơ sở, khi trung tâm có điều kiện sẽ ra đón. Chuyên án Rồng Đỏ, ta đưa tin công khai ngày 1 tháng 10 năm 1969, bắt một Toán gián điệp biệt kích và cho ngừng liên lạc. Còn chuyên án BK63, đầu năm 1970, ta cho Phạm Chuyên trở vào Nam bằng cách đi bộ vượt giới tuyến đến khu vực Vĩnh Linh làm mất liên lạc. Tổng cộng trong 10 năm đấu tranh, ban chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm soát của an ninh đối phương, cung cấp hơn 300 tin giả, câu nhử hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ tàu địch và hàng tấn vũ khí mà chúng tiếp tế cho BK63 để kịp thời chuyển vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Mặc dù thống kê không nêu cụ thể, song ta có thể đoán được chiếc Nautilus 1 sau khi chở đồ tiếp tế cho Chuyên đã bị bắt sống và thu giữ. Thắng lợi của chuyên án BK63 là một chiến công lớn của ngành an ninh. Chỗ đặc biệt của nó là cho đến nay, đến sau chiến tranh, nhiều sĩ quan tình báo đối phương vẫn còn chưa thể nói chắc được Phạm Chuyên là thế nào. Cựu tình báo Mỹ Sedgwick Taurison thú nhận: điệp viên Alfred, tôi biết anh ta quá chứ, tôi đã nghiên cứu hồ sơ của anh ta có nhiều tên nhưng tên thật là Phạm Chuyên. Chúng tôi tuyển mộ và đưa anh ta quay lại miền Bắc Việt Nam. Năm 1961, anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt.